Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 128. Thiên Cơ Thành. Ở trong Thiên Cơ Thành, có một ngọn núi, tên Tĩnh Tư Sơn, núi cũng không phải rất lớn, trong đó cũng không có sinh vật nguy hiểm. Ở đây, là địa phương sau khi đệ tử Dương gia phạm vào sai lầm, Diện Bích suy nghĩ. Cũng là nơi tính tọa tìm hiểu. Ở đây, cực kỳ yên tĩnh. Ở đỉnh núi, lúc này có hai nữ hài đang khoan khoái chơi đùa. Hai tiểu cô nương này, đúng là Lôi Lâm cùng con gái Dương Diệp Dương Niệm Tuyết. Tuy hiện tại tình cảnh của Dương gia rất hỏng bét, nhưng cái này không ảnh hưởng đến hai tiểu cô nương. Có thể nói, hai tiểu cô nương này là không có tim không có phổi nhất trong Thiên Cơ Thành. Âm thầm. Một chỗ tối, thanh niên nam tử chỉ vào tiểu nữ hài xa xa nói. Huynh đài, trông thấy chưa, kia chính là con gái Dương Diệp, ở bên người thanh niên nam tử. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người tiểu nữ hài, sau đó khẽ gật đầu. Thấy được. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó nói. L trong tối có cường giả Dương gia bảo hộ, bây giờ chúng ta không thể ra tay. Cần ta làm cái gì? Dương Diệp nói. Nghe vậy, khóe miệng thanh niên nam tử nổi ích lên nụ cười. Kỳ thật, việc huynh đài cần làm rất đơn giản, chính là đến lúc đó cùng ta chung một chỗ chạy. Cùng một chỗ chạy. Dương Diệp khó hiểu. Chuẩn xác mà nói là tách ra chạy. Thanh niên nam tử cười nói. Ta nói thẳng, sau khi chúng ta bắt được nữ tử kia, tách ra chạy, mục đích của ta là, nếu như bị Dương gia phát hiện, Dương gia nhất định sẽ phân hai nhóm người đến đuổi giết chúng ta. Nói như vậy, áp lực của hai người chúng ta sẽ giảm một ít. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất. Bởi vì chúng ta không nhất định sẽ bị phát hiện, sau khi bị phát hiện, chúng ta đã rời khỏi Thiên Hư Đại Lục. Nghe vậy, giờ phút này Dương Diệp mới chân chính hiểu rõ ý tứ của thanh niên này. Kỳ thật thanh niên này chính là muốn tìm một kẻ chết thay. Bởi vì hắn có người ở Dương gia, đến lúc đó người Dương gia nọ nhất định sẽ truy hắn, có đối phương đến truy hắn, người Dương gia còn lại khẳng định sẽ tới truy mình. Đến lúc đó, thanh niên này có thể bỏ trốn mất dạng. Bàn tính đánh cực kỳ tốt. Thời gian từng chút trôi qua, xa xa hai tiểu cô nương vẫn còn chơi đùa. Một phút đồng hồ sau, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, bởi vì hai cường giả Dương gia bảo hộ đột nhiên biến mất. Lúc này, trong mắt thanh niên nam tử hiện lên hưng phấn. Ngay lúc này, nói xong, thân hình của hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lôi Lâm cùng Dương Niệm Tuyết. Sau đó tay phải hắn chộp tới Dương Niệm Tuyết. Tốc độ cực nhanh, không đến nửa hơi. Nhìn bàn tay đột nhiên xuất hiện, Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm ngây dại. Giờ phút này, đầu hai tiểu cô nương trống rỗng. Nhưng đúng lúc này, cánh tay kia đột nhiên rớt xuống, thoáng qua, một cỗ máu tươi phun tới. Ngay thời điểm máu tươi muốn phun lên mặt hai tiểu cô nương, máu tươi lại hư không tiêu thất. Ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hai tiểu cô nương. Nhìn thấy khuôn mặt này, Dương Niệm Tuyết có chút ngẩn người, sau đó nhào tới. Cha! Dương Diệp bế Dương Niệm Tuyết lên, ở trên mặt nàng hung hăng hôn một cái, sau đó hắn cũng bế Lôi Lâm lên. Ngươi, ngươi! Lúc này tên thanh niên kia hoảng sợ nhìn Dương Diệp. Ngươi là Dương Diệp! Dương Diệp không để ý tới tên nam tử kia, hắn để Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm lên mặt đất, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đầu hai tiểu cô nương, cười nói. Đi tìm mẫu thân, phụ thân làm việc, được không? Vâng. Dương Niệm Tuyết cười ngọt ngào, sau đó kéo Lôi Lâm nhảy lên một cái, biến mất ở cách đó không xa. Giờ phút này, đã kinh động đến cường giả Dương gia, bởi vậy hơn 10 cường giả chân cảnh của Dương gia xuất hiện. Lúc này có hai gã cường giả chân cảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, người cầm đầu nói. Dương thiếu gia, thật có lỗi, là hai người chúng ta sơ sót. Hai người này. Đúng là phụng mệnh âm thầm bảo hộ Dương Niệm Tuyết cùng Lôi Lâm. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không quan hệ tới hai người các ngươi. Trước đó, tại sao hai người các ngươi lại biến mất? Người nọ trầm giọng nói. Hai người bọn ta nhận được tin tức của Dương Mục trưởng lão, nói có chuyện gấp tìm chúng ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Thiên Cơ Điện. Dương Mục, cút ra đây cho ta. Oanh! Đúng lúc này. Một đạo khí tức đột nhiên từ trong Thiên Cơ Điện phóng lên trời. Trốn. Nhưng rất nhanh, một đạo ánh sáng đen xuất hiện. Thoáng qua. Oanh. Theo một tiếng nổ vang,
một đạo nhân ảnh tự phía chân trời hư không rơi xuống. Bành! Đạo nhân ảnh này trực tiếp nện ở trên mặt đất, làm cho toàn bộ thiên cơ thành run lên kịch liệt. Ba hơi sau, Dương Liêm Sương xách một lão giả đi tới trước mặt đám người Dương Diệp. Dương Liêm Sương ném lão giả tới trên mặt đất. Tùy ngươi xử lý. Nói xong, nàng xoay người biến mất ngay tại chỗ. Gia chủ, ta không có phản bội Dương gia. Dương Mục vội vàng nói. Ta không có phản bội Dương gia, xin gia chủ khai ân. Dương Liêm Sương dừng bước lại, sau đó nói. Hành vi của ngươi, so với phản bội gia tộc càng thêm ác liệt. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Dương Mục trong nháy mắt trắng bệch, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, mặt hắn dữ tợn. Dương Diệp, ngươi có biết vì sao ta phải làm như vậy không? Bởi vì, lúc này một đạo kiếm quang hiện lên. Xuy, đầu Dương Mục đã bay ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp thu kiếm, sau đó lạnh nhạt nói, quá trình đã không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi làm, đã làm rồi, vậy thì đáng chết. Về phần những lời nói nhảm kia, kiếp sau có cơ hội lại nói. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên kia đang muốn nói chuyện, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi nói nhảm cũng kiếp sau nói đi. Nói xong. Xùy. Đầu thanh niên bay ra ngoài, hai mắt trợn lên, trong đôi mắt tràn đầy hối hận. Hắn không nên tới, đến thì thôi, tìm kẻ chết thay lại hết lần này tới lần khác tìm Dương Diệp. Sau khi miểu sát thanh niên nam tử, Dương Diệp xoay người biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, mọi người nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu. Đối với Dương Mục, trong lòng bọn họ có chút đáng tiếc. Bởi vì đối phương dù sao cũng là trưởng lão Dương gia. Nhưng không có người đi ra cầu tình, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cầu tình, một chút tác dụng cũng không có. Nghịch lân của Dương Diệp là gì? Là thê nữ của hắn. Dám đánh chủ ý thê nữ của hắn, đây tuyệt đối là người hắn phải giết, hơn nữa không có một chút chỗ chống thương lượng. Cũng không ai có thể ngăn cản hắn, kể cả Dương Liêm Sương cũng không được. Trong thiên cơ điện, giờ phút này, nhân vật trọng yếu của Dương gia đều ở đây, nhưng Dương Diệp không có. Phía trên, Dương Liêm Sương nhìn lướt qua mọi người trong điện, sau đó nói. Sự tình trước đó, có lẽ mọi người cũng đã biết. Chư vị có muốn nói gì không? Mọi người trầm mặc. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Chư vị đã không nói, vậy thì ta nói. Tình cảnh hiện tại của Dương gia chúng ta, đích thực là bết bát nhất từ trước tới nay, ta biết chắc, ở trong nội tâm rất nhiều người. Cảm thấy chúng ta không qua được. Chính bởi vì như vậy, cho nên có người khó tránh khỏi sẽ nghĩ đường lui cho mình. Nói đến đây, nàng lần nữa nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Chữa không bằng phòng, hôm nay để mọi người đến đây, là vì ta làm một quyết định. Chư vị ở đây, phàm là muốn rời khỏi Dương gia, có thể tự mình rời đi, không những tự mình rời đi, còn có thể mang theo gia quyến của các ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Trưởng lão điện điện chủ Dương Lân vội vàng nói. Gia chủ, người đây là. Dương Liêm Sương khoát tay áo, sau đó nói. Chư vị là người Dương gia, nhưng chư vị cũng có quyền vì nhân sinh của mình làm chủ. Dương Liêm Sương ta nói được thì làm được, phàm là không muốn lưu lại Dương gia, có thể rời đi. Dương Liêm Sương ta tuyệt đối không ngăn cản, càng sẽ không ở sau lưng ra tay với chư vị. Thấy Dương Liêm Sương không giống nói dối, mọi người lập tức trầm mặc. Nói thực ra, tuy hiện tại Dương gia dùng kế bức lui đám người Doanh gia, nhưng tiếp theo thì sao? Kế sách đồng dạng không thể dùng hai lần, mà tiếp theo, Dương gia lại nên làm cái gì bây giờ? Trầm mặc hồi lâu, lúc này một lão giả đột nhiên đứng dậy, sau đó nói. Liêm Sương tiểu thư, ta muốn rời khỏi Dương gia. Nói chuyện chính là một vị trưởng lão của Dương gia, tên Dương Khôi, ở trưởng lão điện cũng thuộc về nhân vật trọng yếu. Hai mắt Dương Liêm Sương khép hờ, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng nói. Chuẩn. Dương Khôi nhìn Dương Liêm Sương thi lễ. Thật có lỗi. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong đại điện. Đã có cái thứ nhất, tự nhiên có thứ hai, rất nhanh, lại có một lão giả đứng dậy, lão giả này không phải trưởng lão điện, mà giới luật điện điện phó điện chủ Dương Du. Dương Du nhìn Dương Liêm Sương có chút thi lễ, sau đó nói. Thật có lỗi. Nói xong, hắn cũng xoay người biến mất ở trong đại điện. Rất nhanh, thứ ba, thứ năm.
Không đến một hồi, trong điện thiếu đi 11 người. 11 người này, toàn bộ đều là cường giả chân cảnh. Trong điện, yên tĩnh giống như chết. Qua hồi lâu, Dương Liêm Sương nhìn 15 cường giả chân cảnh còn lại. Các ngươi thì sao? Dương Lân khẽ lắc đầu. Không thể chung hoạn nạn, có tư cách gì chung phú quý? Trong đó một lão giả khẽ gật đầu. Thân là một gia tộc, tự nhiên nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Người còn lại cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong mắt Dương Liêm Sương có vẻ yên tâm. Dương gia ta, vẫn có hy vọng. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện. Dương Diệp trầm giọng nói. Không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Đây là chuyện tốt, bởi vì nếu như bọn họ không đi, ngày sau đột nhiên làm phản, kia đối với chúng ta mà nói mới thật sự là chí mạng. Nói xong, nàng đi tới cửa đại điện, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một gia tộc, có thịnh vượng, sẽ có hưng suy, mà Dương gia chúng ta, tin tưởng ta, nó sẽ thịnh vượng. Dương Liêm Sương ta dùng linh hồn thề, nhất định để cho Dương gia ta danh chấn cửu thiên thập địa, không, không đủ, là ngàn vạn vũ trụ, ta muốn cho tất cả người Dương gia dùng họ Dương vẻ vang. Không thể không nói, Dương Liêm Sương nói vẫn vô cùng nhiệt huyết, ít nhất người của Dương gia sau lưng nàng nghe xong đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phía sau hắn, Dương Diệp liếc nhìn Dương Liêm Sương, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn vốn cảm thấy mục đích của Dương Liêm Sương là làm cho Dương gia trở thành đệ nhất thế gia của Trung Thiên Vũ Trụ, nhưng hiện tại xem ra, dã tâm của Dương Liêm Sương còn muốn lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, muốn để cho Dương gia làm được trình độ đó, rõ ràng rất khó. Doanh gia và các thế gia có thể có động tĩnh gì? Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Dương Huyên đứng dậy, nàng lắc đầu. Không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng mọi người lập tức trầm xuống, doanh gia và thế gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bởi vậy, đối phương không có động tĩnh, rõ ràng không phải dừng tay. Yên tĩnh trước cơn bão. Nếu như doanh gia thế gia lại ra tay lần nữa, nhất định sẽ không cho Dương gia cơ hội. Mà bây giờ, rất nhiều cường giả của Dương gia lại rời đi, có thể nói điều này đối với Dương gia là họa vô đơn chí. Lúc này, Dương Liêm Sương khoát tay áo. Tất cả đi xuống, nên làm cái gì thì làm cái đó. Mọi người liếc nhìn Dương Liêm Sương, sau đó lui xuống. Ở đó, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nói, ta từng nói chuyện với Thanh Thi, nàng nói nguyện vọng của ngươi là cuộc sống bình yên, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng. Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Rất nhiều người cảm thấy bình thường chính là hạnh phúc, thật ra có thật sự như vậy sao? Không, đây chẳng qua là đang tìm lý do cho mình, kiếm cớ cho mình lười biếng. Ở quê cũ của ta có rất nhiều người, bọn họ sống được chăng hay chớ, bọn họ không biết tiến thủ, còn phải tìm lý do cho mình, nói bình thường chính là hạnh phúc. Nói đến đây, nàng lắc đầu khẽ cười. Bọn họ không biết, bình thường cuộc sống đơn giản phần nhiều chính là bất đắc dĩ. Bởi vì ngươi không dám ăn quá tốt, không dám mặc quá tốt, không dám chơi quá tốt. Những thứ đó còn là thứ yếu, quan trọng nhất là khi ngươi gặp phải chuyện bất bình, ngươi chỉ có thể chịu oan ức, bởi vì người ta có quyền hơn ngươi, có tiền hơn ngươi, có thế lực hơn ngươi lớn. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhìn thẳng Dương Diệp. Sinh hoạt bình thường, cái gì gọi là sinh hoạt bình thường? Chỉ có người từng đứng trên đỉnh phong mới có kinh nghiệm này, bọn họ mới có tư cách đi qua sinh hoạt bình thường. Người bình thường, bọn họ không muốn sinh hoạt bình thường sao? Bọn họ không phải từng muốn sinh hoạt bình thường, mà là bọn họ chỉ có thể sinh hoạt bình thường. Nói đến đây, nàng quay đầu lại nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Một người phải có mục tiêu, phải có lý tưởng, cho dù một ngày nào đó chưa hoàn thành mục tiêu này, chưa hoàn thành lý tưởng này, cũng không uổng công kiếp sau đi một chuyến. Đặc biệt là nam nhân không đi liều mạng, không vất vả, không nói gì khác, sợ rằng vợ cũng không cưới được. Dương Diệp ngây cả người, không cưới được vợ à? Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Ở quê cũ của ta, một người vợ cũng không dễ cưới. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Sương xoay người liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bởi vì không cưới nổi. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở trong đại điện. Trong điện,
chỉ còn lại có Dương Diệp. Trong điện vô cùng yên tĩnh, không ai làm phiền Dương Diệp. Dương Liêm Xương nói, hắn dĩ nhiên hiểu rõ, đối phương là đang nói cho hắn biết, hắn bây giờ còn chưa có năng lực kia sống cuộc sống yên tĩnh. Sinh ra ở thế tục, cho dù không có những thế gia doanh gia lục gia tới tìm hắn gây phiền phức, cũng sẽ có người khác tới tìm hắn gây phiền phức. Cho dù không ai tới gây phiền toái, nhưng trời còn có lúc vỡ nát nữa là. Chuyện đại lục huyền giả, hắn không có quên. Khi đó, người không có năng lực đều chết hết. Nếu muốn bình thường, đầu tiên phải không tầm thường. Sau một khắc, Dương Diệp rời khỏi đại điện. Diệp phủ, tu luyện. Bây giờ mỗi ngày Dương Diệp đều sẽ tranh thủ thời gian đi tu luyện, cho dù bây giờ hắn đã là chân cảnh, nhưng đối với thế giới này, thực lực của hắn vẫn còn xa mới đủ. Thế giới này có rất nhiều cường giả. Hắn không tu luyện cảnh giới cùng nhất kiếm sát, mà tu luyện yên diệt kiếm trận. Kiếm trận này được tính là một con át chủ bài của hắn, kiếm trận vừa ra, cường giả chân cảnh tứ đoạn cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Đương nhiên là lấy thực lực của hắn bây giờ. Lấy thực lực của hắn trước đây thì hoàn toàn không làm được. Cho dù có thể giết chết cường giả chân cảnh tứ đoạn trong nháy mắt, nhưng đối với cường giả chân cảnh ngũ đoạn cùng chân cảnh lục đoạn, uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Uy lực của yên diệt kiếm trận này còn có không gian để nâng cao, bởi vậy, bây giờ hắn cần phải làm là tăng uy lực của yên diệt kiếm trận này lên tới mức độ cao nhất. Nhưng doanh gia và thế gia lại không cho hắn cơ hội. Dương Diệp vừa bế quan tu luyện chưa đến một ngày, doanh gia và thế gia đột nhiên có động tĩnh. Động tĩnh này làm cho tất cả mọi người của Dương gia trở tay không kịp. Bởi vì ở trong tinh không xung quanh Thiên Hư Đại Lục xuất hiện gần 50 cường giả chân cảnh, 50 vị cường giả chân cảnh này trực tiếp bao vây tất cả Thiên Hư Đại Lục. Đây không phải là điểm chính là Dương gia căn bản không biết bọn họ xuất hiện từ lúc nào. Tuy nhiên, doanh gia thế gia tuyệt đối không tấn công. Vây bắt, cũng chỉ là bao vây tất cả Thiên Hư Đại Lục. Trong Thiên Cơ Điện, lúc này, nhân vật quan trọng của Dương gia đều có mặt. Vì sao bọn họ không ra tay? Trong điện, có lão già hỏi. Dương Huyên khẽ lắc đầu. Có thể bọn họ đang chờ chúng ta ra tay. Chờ chúng ta ra tay. Lão già không hiểu. Dương Huyên khẽ gật đầu. Bọn họ vây nhưng không đánh, là bởi vì Thiên Hư Đại Lục chúng ta có trận pháp, cho dù lấy thực lực của bọn họ đủ để công phá, nhưng nếu như Thiên Hư Đại Lục chúng ta tử chiến, lại thêm gia chủ cùng Dương Diệp, ít nhất có thể giết chết 8 phần đám người bọn họ. Bọn họ không chịu nổi tổn thất như vậy. Co chân rụt tay. Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Bọn họ muốn diệt Dương gia chúng ta, muốn nuốt vào tất cả thế giới của Dương gia chúng ta, muốn chấm dứt hậu hoạn. Nhưng lại có chú ý này, ha ha. Trong tiếng cười đầy châm chọc, Dương Diệp khẽ gật đầu, nếu như doanh gia thế gia bất chấp tất cả, Dương gia tuyệt đối sẽ không giữ được. Đáng tiếc, bọn họ e ngại quá nhiều. Hơn nữa giữa chúng lại kiêng kỵ nghi ngờ lẫn nhau. Nếu không, Dương gia có khả năng đã biến mất. Lúc này, Dương Liêm Xương nói. Bọn họ vây nhưng không đánh, đơn giản chính là muốn vây chúng ta. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Có cách gì cực đoan không? Dương Diệp. Dương Liêm Xương nói. Đừng dùng vẻ mặt này, bây giờ chúng ta cần phải dùng cách cực đoan tới ứng phó với bọn họ. Ở đó... Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đưa ra một biện pháp rất cực đoan, cũng rất mạo hiểm, nhưng đặc biệt hữu hiệu, thành công hóa giải nguy cơ của Dương gia. Bởi vậy, mọi người nhìn Dương Diệp có chút chờ mong. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Cách thì ngược lại có một, thật ra cũng không phải biện pháp gì, nếu bọn họ không ra tay, chúng ta cũng không ra tay, chúng ta nên làm gì lại làm gì, xem ai hao tổn hơn ai. Mọi người. Chấm. Mà vào lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Hắn nói rất đúng, bọn họ không ra tay, chúng ta cũng không ra tay. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Lân. Cho người trong thành chuẩn bị khởi động trận pháp bất kỳ lúc nào. Về phần cái khác, không cần quan tâm. Dương Lân khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Dương Liêm Xương nhìn về phía người còn lại. Các ngươi cũng đi xuống đi. Mọi người khẽ gật đầu. Xoay người rời khỏi đại điện. Sau khi mọi người rời đi, Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Chuẩn bị làm thế nào? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Gần đây thực lực nâng cao không ít, muốn tìm người đánh thử. Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp rất lâu,
sau đó nói. Cẩn thận. Dương Diệp khẽ cười. Yên tâm, đánh không nổi, ta sẽ chạy. Nói xong, toàn thân hắn trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Trong phút chốc, ong, một tiếng kiếm ngân chói tai đột nhiên từ thiên hư đại lục phóng lên cao, giờ phút này, tất cả người của Thiên Cơ Thành đều thấy được một đường kiếm quang tiến vào trong tinh không. Dương Diệp ra tay. Không thể không nói, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương chính là thuốc an thần của Dương gia. Đặc biệt là Dương Diệp, trước đó, khi Dương Diệp là kẻ địch của Dương gia, đơn giản chính là ác mộng của Dương gia, bởi vì gia hỏa này thật sự quá điên. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện, trong gia tộc có một người dám đánh có thể đánh như vậy, loại cảm giác này tốt vô cùng. Bởi vì có một người như thế, Dương gia vĩnh viễn sẽ không bị người khác khinh thường. Thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta dám đánh. Về phần đánh thắng được hay là đánh không nổi, vậy thì không quan trọng, quan trọng là dám đánh. Không kinh sợ, cho dù đánh thua thì đó cũng là một nam nhi. Trong tinh không, Dương Diệp mới vừa xuất hiện ở trong tinh không, mười mấy cường giả chân cảnh đã bao vây hắn. Bọn họ cũng không dám thả cho Dương Diệp rời khỏi thiên hư đại lục, nói đùa, nếu như Dương Diệp rời đi, vậy hậu viện của bọn họ không chừng sẽ khó giữ được. Mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Dương Diệp nhìn liếc mắt đám người Doanh Khánh, sau đó cười nói. Thế nào, muốn giết chết ta à? Doanh Khánh khẽ nói. Nói không muốn, ngươi tin không? Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Muốn giết chết ta thì có thể, bây giờ ta lại cho các ngươi một cơ hội. Nói xong, kiếm trong tay hắn nhắm thẳng vào Doanh Khánh, sau đó nói. Gia chủ Doanh gia, nghe nói ngươi rất lợi hại, Dương Diệp ta bất tài, muốn tìm ngươi lãnh giáo một chút. Một đấu một với gia chủ Doanh gia. Ở đó, tất cả mọi người sửng sốt, rõ ràng bọn họ không ngờ được Dương Diệp tự nhiên chạy đến tìm Doanh Khánh đòi một đấu một. Bản thân Doanh Khánh cũng không ngờ được. Mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, vậy Doanh Khánh có lên hay không? Nếu như lên, Dương Diệp dám tới tìm hắn, vậy khẳng định là có lòng tin, nói cách khác, một khi làm không tốt, gia chủ Doanh gia có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Mà nếu không lên, vậy truyền đi, Doanh Khánh không có cách nào gặp người. Đường đường là gia chủ Doanh gia tự nhiên không dám nhận khiêu chiến của một huyền giả chí cảnh. Đương nhiên, bây giờ bọn họ còn không biết Dương Diệp đã đạt được chân cảnh. Ở đó, im lặng rất lâu, Doanh Khánh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Ra tay cùng lúc, giết chết hắn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những người còn lại ngây ra, sau đó cũng lập tức ra tay. Phía xa, Dương Diệp ngẩn người. Điều này có phần không giống với sự tưởng tượng của ta. Chấm. Quả thật không giống với hắn nghĩ. Bởi vì hắn thấy, gia chủ Doanh gia nhất định sẽ ứng chiến. Dù sao đối phương là bá chủ một phương, nếu như không ứng chiến, chuyện này truyền đi, tuyệt đối sẽ đặc biệt mất mặt. Cho nên, hắn dám tự mình đến đây, bởi vì hắn cảm thấy đối phương nhất định sẽ một đấu một cùng hắn. Chỉ cần đối phương một đấu một cùng hắn, hắn sẽ hoàn toàn không do dự kéo xuống bùa chú trên cánh tay phải, sau đó cộng thêm kiếm gỗ sẽ giết chết đối phương. Chỉ cần gia chủ Doanh gia vừa chết, đội ngũ cường giả này nhất định sẽ hỗn loạn. Đây là suy nghĩ của hắn. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Doanh Khánh căn bản không để cho hắn có cơ hội này, trực tiếp gọi mọi người cùng tiến lên. Doanh Khánh đương nhiên sẽ không một đấu một cùng Dương Diệp, nếu như không thấy một kiếm của Dương Diệp trước đây tổn thương lão tổ Doanh gia nói, có lẽ hắn sẽ đi một đấu một cùng Dương Diệp. Nhưng trước đây, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, hắn biết mình đã không làm gì được người trẻ tuổi trước mắt này, nói một cách đơn giản, hắn một đấu một cùng Dương Diệp, đánh thắng thì người ngoài sẽ nói là rất bình thường, dù sao hắn là gia chủ Doanh gia lại là cường giả chân cảnh ngũ ổ đoạn, thắng một chí cảnh thì có gì không bình thường chứ. Nhưng nếu như hắn đánh thua, đừng nói đánh thua, cho dù đánh không phân thắng bại, hắn cũng mất mặt. Cho nên, tại sao hắn muốn một đấu một cùng Dương Diệp? Về phần mất mặt, chỉ cần Dương Diệp chết, khi đó sẽ không có gì mất mặt với không mất mặt nữa. Ca. Ở đó, Dương Diệp tự nhiên không ra tay, lúc nhìn thấy đám người Doanh Khánh ra tay, hắn xoay người lại lập tức biến mất. Nhanh. Nhanh vô cùng, nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng.
Bởi vì Dương Diệp dùng một kiếm trong chớp mắt đã trốn chạy. Không trốn không được. Hắn có lợi hại mấy đi nữa, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều cường giả chân cảnh như vậy, cho dù lấy ra hết con át chủ bài cũng không thể. Cho nên, hắn quyết đoán chạy ra. Ở đó, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong đó, một lão già trầm giọng nói. Chạy thật nhanh. Đúng lúc này, Doanh Khánh đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói. Các vị, nhìn thấy không? Tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Khánh. Doanh Khánh nói. Các vị, Dương Diệp là kiếm tu, nhưng trên người hắn có một địa phương đáng sợ, đó chính là hắn không phải kiếm tu bình thường cổ hủ. Trước đó, mọi người chúng ta đều cảm thấy hắn là một kẻ trẻ tuổi lỗ mãng, là một tên hữu dũng vô mưu bị điên. Nhưng sự thật là thế sao? Mọi người im lặng. Doanh Khánh lại nói. Người này nhìn như hữu dũng vô mưu, là một kẻ trẻ tuổi lỗ mãng, nhưng thật ra không phải vậy. Hắn khôn khéo hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đối với điểm ấy, mọi người đều khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Từ khi giao tiếp cùng Dương Diệp tới nay, bọn họ đã có hiểu biết nhất định với Dương Diệp. Dương Diệp thích nhất chính là ra bài không theo lẽ thường, quan trọng nhất là hắn căn bản không quan tâm tới mặt mũi. Giống như vừa rồi, hắn quyết đoán lựa chọn bỏ chạy, không có chút do dự nào. Doanh Khánh đang muốn nói, đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía cách đó không xa, bởi vì chẳng biết Dương Diệp đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Dương Diệp nhìn mọi người, nhếch miệng cười. Quên một chuyện. Nói xong, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vỏ kiếm. Mọi người còn không hiểu, mà vào lúc này, khóe miệng Dương Diệp cong lên không dễ nhận ra, trong phút chốc, sáu đường kiếm quang từ trong vỏ kiếm kia nhanh chóng hiện ra. Vào giây phút, sáu đường kiếm quang màu đen xuất hiện, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức thay đổi. Xuy 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 xuy, bên trong không gian nghìn trượng ở đó, trong nháy mắt bị phân ra thành từng khối. Hai hơi thở sau, ở đó khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Ở đó, vẻ mặt đám người Doanh Khánh rất khó coi, bởi vì bên phía bọn họ đã không thấy năm người. Năm người kia đã bị kiếm trận vừa rồi xé thành mảnh vỡ. Không chỉ có vậy, ở đó có hơn 20 người đều bị thương, có người còn bị thương rất nặng. Kiếm trận kia thật mạnh. Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Lúc này, gia chủ Lý gia Lý Niệm Thiên đột nhiên nói. Các vị, ta cảm thấy suy nghĩ của chúng ta lúc trước không được. Vây nhưng không đánh, làm cho Dương gia suy sụp, không thể không nói, ý nghĩ này rất ngây thơ. Bởi vì trước khi Dương gia suy sụp, có khả năng chúng ta đã suy sụp trước. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Mỗi ngày Dương Diệp tới đây một lần như thế, bọn họ thật sự sẽ suy sụp. Ở đó, Doanh Khánh im lặng trong chớp mắt, sau đó hắn liếc nhìn tất cả mọi người ở đó. Lý Huynh nói có lý, các vị, ta cảm thấy chúng ta không thể kéo dài nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng trước mặt chúng ta xảy ra một vấn đề nan giải, đó chính là tín nhiệm. Mọi người im lặng. Giữa bọn họ chỉ tạm thời xây dựng liên minh này căn bản không vững chắc, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, một khi Dương gia bị diệt, liên minh này sẽ biến mất. Bởi vì nếu như không biến mất, Vũ gia cùng Khô gia sẽ liên minh. Khi đó, một khi phát sinh đại chiến thế gia, ai cũng không chịu nổi. Chương 3433, cuộc chiến diệt tộc. 2. Lúc này, Doanh Khánh lại nói. Các vị, ta có một đề nghị, mỗi một gia tộc chúng ta phát động 5 tên chân cảnh, sau đó ra tay cùng lúc, giết chết Dương gia. Lần này, chúng ta không nương tay nữa. Thế nào? Phát động 5 tên chân cảnh. 25 tên chân cảnh, cộng thêm 45 tên bây giờ, đó chính là 70 tên cường giả chân cảnh. Vượt qua gần gấp 7 đội hình của Dương gia. Cho dù đội hình này không thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng có thể nói là không giữ lại. Tất cả mọi người ở đó im lặng. Mọi người đều không ngờ được, chuyện sẽ đến mức như bây giờ. Một Dương gia trải qua hao tổn trong nội bộ, lại bảo bọn họ phải phát động nhiều cường giả như vậy là có nguy hiểm. Phiêu lưu này, ngoại trừ đến từ Dương gia, còn có Khô gia cùng với Vũ gia, nghĩ xa một chút, vẫn có nơi thần bí Tu Du Sơn này. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói. Chẳng lẽ các vị muốn chờ đến khi Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương trưởng thành lên sao? Nghe thấy Doanh Khánh nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức thay đổi. Lấy quan hệ giữa bọn họ cùng Dương Diệp và Dương Liêm Sương bây giờ, nếu như hai người kia trưởng thành lên,
bọn họ tuyệt đối không có trái cây ngon ăn. Không, phải nói là chỉ cần để cho bọn họ nghỉ ngơi một thời gian, khi đó hai người này liên thủ, đủ để khiến cho bất kỳ một thế gia nào trong số bọn họ tạo thành uy hiếp mang tính hủy diệt. Ta đồng ý. Lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân Thiên, Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Các vị, Doanh Khánh Huynh nói rất đúng, chúng ta không thể cứ co chân rụt tay được. Nếu đã cùng Dương gia đến mức độ này, bây giờ chỉ có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Đặc biệt Dương Diệp này cùng Dương Liêm Sương, chúng ta không thể cho hai người bọn chúng có bất cứ cơ hội nào trưởng thành được. Nếu không, sau này hai người bọn họ sẽ là ác mộng của chúng ta. Vương gia ta đồng ý. Lúc này, gia chủ Vương gia Vương Cốt tỏ thái độ. Tần gia ta cũng đồng ý. Rất nhanh, mấy vị gia chủ ở đó đều gật đầu biểu thị đồng ý. Thấy thế, Doanh Khánh mỉm cười, hắn cúi đầu nhìn về phía Thiên Hư Đại Lục bên dưới, sau đó nói. Một ngày sau, tấn công. Lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Đúng rồi, trước đó ta nhận được tin tức, Dương gia có rất nhiều người rời khỏi Dương gia, những người đó. Đương nhiên là giết. Doanh Khánh khẽ nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cho nên, người của Dương gia vẫn nên hoàn toàn biến mất ở thế gian này thì tốt hơn. Nói xong, khóe miệng hắn cong lên có chút hung ác. Dương Diệp không phải rất ác sao? Cắt đầu tất cả những người đó xuống, sau đó đưa đến Thiên Hư Đại Lục. Hắn dĩ nhiên hận Dương Diệp, thấu xương, bởi vì những việc làm Dương Diệp làm ở Thiên Hoang Đại Lục, có thể nói là Doanh gia vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục này là phải sử dụng đầu của vô số người cùng Dương Diệp mới có thể rửa sạch. Đối với đề nghị của Doanh Khánh, mọi người tất nhiên không có dị nghị. Rất nhanh, ba canh giờ sau, hơn 200 đầu người từ trên những ngôi sao phía chân trời rơi vào Thiên Cơ Thành. Đầu của những người này, tất cả đều là đầu cũng những người ban đầu đã rời khỏi Dương gia, cho dù trước đây rời khỏi Dương gia chỉ có chừng 10 cường giả chân cảnh, nhưng phải biết rằng, bọn họ không phải đi một mình, mà dẫn theo những người thân ruột thịt của mình. Mà bây giờ, đầu của những người đó đều ở trước mặt Đại Điện Thiên Cơ Điện. Đầu của những người này làm cho tất cả Thiên Cơ Thành bị chấn động. Lúc này, rất nhiều người của Dương gia đều có mặt trước Đại Điện Thiên Cơ Điện. Tất cả mọi người nhìn về phía những đầu người kia, có cái mắt còn mở to, trong đó lộ ra sự khủng hoảng, rõ ràng, trước khi bọn họ chết đã gặp phải chuyện đáng sợ. Cửa đại điện, Dương Liêm Sương chắp hai tay sau lưng, hai mắt nàng khép hờ, không nói gì. Ở bên cạnh nàng, Dương Diệp cũng không nói gì. Tất cả người của Dương gia ở đó đều im lặng. Hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Người ở chỗ này, không có ai hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì cho dù những người trước mắt này đã rời khỏi Dương gia vào lúc Dương gia cần người nhất, trước đó bọn họ cũng từng hận, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thương hại, bi ai cùng với trái tim băng giá. Đầu của những người trước mắt này nói cho bọn họ biết, năm đại thế gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ sợ bọn họ rời khỏi Dương gia, năm đại thế gia này cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Năm đại thế gia là muốn diệt sạch Dương gia. Đây là cuộc chiến diệt tộc. Cách đó không xa, Dương Diệp hơi cúi đầu, hắn không ác cảm gì với những người trước mắt này, nhưng cũng không có thiện cảm. Người chỉ có thể cùng phú quý không thể cùng hoạn nạn, hắn cũng khinh thường. Nhưng lúc này, đầu của những người trước mắt này làm cho hắn hiểu rõ, một khi đánh bại thì có thể tưởng tượng kết quả của Dương gia, còn có kết quả của các nàng Tô Thanh Thi cùng Tuyết Nhi. Doanh gia cùng năm đại thế gia tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ người sống nào. Lần này, hắn không thể thua. Cũng không thua nổi. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương phía xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Nợ máu, trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Tại sao Doanh gia và các thế gia lại ra tay với Dương gia? Là Dương gia trêu chọc bọn họ trước sao? Không, nguyên nhân thật sự là lợi ích. Dương gia trải qua hao tổn nội bộ, chính là thời điểm suy yếu nhất. Lúc này, cũng là thời điểm rất dễ bắt nạt nhất. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đó chính là Dương gia đồng thời xuất hiện hai thiên tài siêu cấp. Nếu như hai thiên tài siêu cấp này nội đấu, bọn họ nhất định sẽ không ra tay. Nhưng vấn đề là hai thiên tài siêu cấp này không chỉ không nội đấu, trái lại còn liên thủ. Sợ. Mấy đại thế gia sợ Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương trưởng thành lên, đặc biệt là Doanh gia. Nếu như Dương gia trưởng thành lên,
vậy địa vị bá chủ ở trung thiên vũ trụ của bọn họ nhất định là khó bảo toàn. Trong thiên cơ điện, lúc này trong điện chỉ có Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Trong điện, Dương Liêm Xương im lặng rất lâu, sau đó nói, ta nhận được tin tức, ngày mai sẽ có 70 vị chân cảnh ra tay với chúng ta. Không giữ được thiên hư đại lục nữa. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Liều chết trấn thủ sao? Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Không thể liều chết trấn thủ, liều chết cũng không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì thực lực của chúng ta căn bản không có cách nào đối đầu cùng năm đại thế gia. Dương Diệp khẽ gật đầu, đừng nói Dương gia bây giờ, cho dù là Dương gia trước đây cũng không có cách nào đối đầu cùng năm đại thế gia. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Nói thử biện pháp của ngươi đi. Nếu Dương Liêm Xương biết không giữ được, vậy khẳng định đã có biện pháp. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Rút lui. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Chúng ta có lẽ có thể ra ngoài, nhưng những người còn lại, bọn họ đi không được. Dương Liêm Xương lắc đầu. Có thể. Nói thế nào? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhẹ nhàng chà chà mặt đất. Phía dưới có một truyền tống trận này đi thông một địa phương thần bí. Nơi thần bí này, Dương gia ta đã từng bí mật tìm kiếm, mục đích chính là vì đề phòng có một ngày gia tộc gặp phải họa diệt tộc. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Không chỉ Dương gia ta, thật ra các thế gia còn lại đều có đường lui tương tự. Sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, không một gia tộc nào có thể mãi phồn vinh thịnh vượng. Khi có một ngày tai họa đó, đường lui này chính là hy vọng cuối cùng của gia tộc. Dương Diệp nói. Đi như thế có cam tâm không? Dương Liêm Xương mỉm cười. Không có gì là cam tâm hay không cam lòng cả, dù sao sau này còn phải trở về, không phải sao? Hơn nữa, điều này đối với chúng ta cũng chưa tính là chuyện xấu. Vì sao? Dương Liêm Xương nói. Người phát hiện không, giờ phút này Dương gia phải đoàn kết hơn bất cứ lúc nào trước đó. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội của chúng ta, một cơ hội cố gắng phát triển. Bởi vì nếu như chúng ta ở trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà, nhất định sẽ bị thế gia còn lại nhằm vào. Mà một khi chúng ta ẩn nấp, khi đó chúng ta có thể phát triển tốt hơn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy ở trung thiên vũ trụ, tám đại thế gia thật sự là đứng đầu sao? Dương Diệp nhíu mày. Có ý gì? Dương Liêm Xương khẽ cười nói. Rất nhiều người đều cảm thấy tám đại thế gia chính là mấy thế lực mạnh nhất của trung thiên vũ trụ. Thật ra không phải vậy, còn có một vài thế lực thần bí, những thế lực này hoàn toàn không yếu hơn tám đại thế gia, thậm chí còn mạnh hơn. Ví dụ như Tu Du Sơn, còn ví dụ như Bí Tông. Bí Tông. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Ngươi biết Bí Tông? Dương Liêm Xương trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Ngươi cũng biết Bí Tông à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Bọn họ đi tìm ta. Để cho ngươi gia nhập Bí Tông sao? Dương Liêm Xương hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Bọn họ tới tìm ngươi là muốn ngươi gia nhập Bí Tông à? Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Theo ta được biết, không chỉ ta, chỉ cần là người có tiềm lực cùng thiên phú, bọn họ đều sẽ tìm. Tuy nhiên chỉ có những người có tiềm lực cùng thiên phú đặc biệt, bọn họ mới để mắt tới. Dương Diệp nói. Nói cách khác. Rất nhiều thiên tài trên Ngân Hà Bảng có khả năng đều gia nhập Bí Tông. Ngân Hà Bảng. Dương Liêm Xương cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Ngân Hà Bảng đều chỉ dành cho các tiểu hài tử tham gia. Cường giả chân chính sẽ không cần sử dụng một bảng để chứng minh mình. Ví dụ như ngươi, ngươi không ở trên Ngân Hà Bảng, nhưng ai dám nói ngươi yếu. Dương Diệp khẽ cười. Tiểu hài tử tham gia. Ngươi nói câu này, nếu để cho những thiên tài trên Ngân Hà Bảng này nghe được. Bọn họ chắc hẳn sẽ bị tức tới nôn ra máu mất. Chỉ là sự thật mà thôi. Dương Liêm Xương khẽ nói. Tuy nhiên, người đứng đầu trên Ngân Hà Bảng thật ra có chút bản lĩnh. Đứng đầu, ngươi biết người đó sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Ta đã từng gặp, bây giờ người kia chắc hẳn đã tiến vào Bí Tông. Nói đến đây, nàng lắc đầu, sau đó nói. Không nói những chuyện này nữa. Chúng ta phải tranh thủ cho người trong thiên cơ thành truyền tống đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Động tĩnh quá lớn, bọn họ sẽ phát hiện. Dương Liêm Xương nói. Ta biết, cho nên cần ngươi ra tay. Ngươi nói vậy là có ý gì?
Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Làm động tĩnh càng lớn càng tốt, để bọn họ tập trung tất cả tinh lực vào trên người ngươi. Không cần quá lâu, hai canh giờ là được. Hai canh giờ sau, ngươi có thể đi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Lần đi này lại có nghĩa là phải vứt bỏ tất cả mọi thứ của Dương gia. Cam tâm sao? Chung quy tốt hơn là chết hết. Dương Liêm Sương nói. Người còn, tất cả vẫn có hy vọng. Nếu người không còn, tất cả cũng chỉ là mây bay. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, mà lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Cảm ơn, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương, cười nói. Sao lại trở nên khách khí như vậy? Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Không có ngươi, ta rất khó phát động gia tộc này. Cho nên, ngươi phải làm sao để cảm ơn ta đây? Dương Diệp cười nói. Dương Liêm Sương khẽ cười nói. Cái này, ta thật sự còn chưa từng nghĩ tới, vì ta nghĩ Dương gia dường như không có gì khiến ngươi có thể coi trọng. Dương Diệp mỉm cười. Thật ra, không cần thiết phải nói cảm ơn làm gì. Bởi vì, bây giờ ta coi như là người của Dương gia. Hơn nữa, cho dù không phải là người của Dương gia, hai chúng ta cũng coi như bằng hữu, giữa bằng hữu không cần thiết quá khách sáo, không phải sao? Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó cười nói. Đột nhiên phát hiện, con người ngươi thật ra rất dễ nói chuyện. Dương Diệp mỉm cười và không nói nữa, hắn xoay người biến mất ở trong đại điện. Sau khi Dương Diệp biến mất, đại trận thủ hộ của Thiên Cơ Thành đột nhiên khởi động. Rất nhiều linh khí phóng lên cao, cuối cùng đều tiến vào trong màn ánh sáng phía chân trời này, cùng lúc đó, rất nhiều âm thanh vang vọng ở trong thành Thiên Cơ Thành. Huyết chiến tới cùng. Huyết chiến tới cùng. Chấm. Trong những ngôi sao ở phía chân trời, lúc này, 70 tên cường giả chân cảnh nhìn xuống Thiên Hư Đại Lục bên dưới. Ra tay sao? Phía sau Doanh Khánh, Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Doanh Khánh khẽ gật đầu và đang muốn nói, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, không gian nơi đó bắt đầu thoáng có chút chấn động, ngay sau đó, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc mọi người thoáng biến đổi, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Cho dù bên phía bọn họ có đủ 70 vị cường giả chân cảnh, nhưng đối với Dương Diệp, bọn họ không dám có chút sơ suất cùng khinh thường nào. Bởi vì cũng không ai biết hắn sẽ làm những gì. Trong mắt Doanh Khánh cũng mang theo vẻ đề phòng, Dương Diệp dám một mình đến đây, nhất định đã có chỗ dựa nào đó. Phải nói rằng, hắn lại muốn làm chuyện gì? Phía xa, Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Doanh Khánh, không thể không nói, lúc này hắn không được tự tin lắm. 70 vị cường giả chân cảnh. Đừng nói ra tay, 70 luồng khí tức này chắc hẳn có thể nghiền nát hắn. Nhưng lúc này cho dù không vững tin thì hắn cũng không thể kinh sợ. Bởi vì hắn phải tranh thủ thời gian cho Dương Liêm Sương cùng người của Dương gia cùng với các nàng Tô Thanh Thi phía dưới. Người phía dưới có thể an toàn rút lui khỏi hay không, vậy phải dựa vào hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Doanh Khánh, cười nói. Chào gia chủ Doanh gia, chào các vị gia chủ, mọi người khỏe không? Mọi người. Chấm. Không thể không nói, lúc này đám người đúng là có chút sững sỡ. Dương Diệp, ngươi lại muốn giở trò gì vậy? Doanh Khánh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp cười gượng, sau đó nói. Hôm nay ta tới là muốn thương lượng chuyện này với mọi người. Ta cảm thấy, oan oan tương báo tới khi nào, không bằng như vậy đi, mọi người ngồi xuống cùng uống một trà, cùng nhau quên đi khó chịu trước đó, thế nào? Nghe vậy, thần sắc mọi người cổ quái. Dương Diệp này giở trò quỷ gì vậy? Lúc này, Doanh Khánh trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Sao không có khả năng chứ? Dương Diệp vội vàng nói. Không có bậc thềm nào không thể bước qua được, mọi người hoàn toàn có thể gặp gỡ cười xóa mờ ân oán thù hận. Doanh Khánh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Doanh huynh, ta cảm thấy có thể hắn đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Sắc mặt mọi người thoáng biến đổi, sau đó đồng thời nhìn về phía Thiên Hư Đại Lục bên dưới, vào thời điểm bọn họ nghĩ tới vài khả năng nào đó, Dương Diệp phía xa đột nhiên rút kiếm ra,
tiếng kiếm ngân này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, kiếm trong tay Dương Diệp chỉ về phía Doanh Khánh. Nếu các ngươi không cho chúng ta một con đường sống, vậy Dương gia lại cùng các ngươi ngọc đá đều nát. Ngọc đá đều nát. Doanh Khánh cười lạnh. Dương Diệp, ngươi cho rằng lấy thực lực của Dương gia bây giờ, có thể ngọc đá đều nát cùng chúng ta sao? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Vậy đầu hàng không giết, được chưa? Mọi người lại sửng sốt, người này muốn đầu hàng à? Không có nghe nhầm chứ? Dương Diệp không ai bì nổi lại muốn đầu hàng à? Đúng lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Hắn tuyệt đối là đang trì hoãn thời gian, phía dưới chắc chắn đang phát sinh chuyện gì đó. Nghe thấy Lục Vân Thiên nói vậy, hai mắt Doanh Khánh nheo lại, hắn không nói nhảm cùng Dương Diệp nữa, mà vung tay phải lên. Các vị gia chủ cùng ta đối phó với Dương Diệp này, những người còn lại xuống dưới. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo bùa chú trên cánh tay phải xuống, sau đó kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay phải, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Doanh Khánh. Còn lại cũng đừng mong xuống được. Doanh Khánh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Chúng ta không cần xuống à. Đúng lúc này, đám người Doanh Khánh ở đó đột nhiên biến sắc, thoáng cái, chỉ thấy đầu của một cường giả chân cảnh cách hắn không xa trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Dương Diệp phía xa khẽ nói. Thử xem. Thử xem. Giọng nói rất khẽ, nhưng lại có một lực trấn áp vô hình. Tuy nhiên, mọi người ở đây đều là người từng trải, nhiều người như vậy, sao có thể bị Dương Diệp hù dọa được? Đúng lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói. Lục huynh, Vương huynh, Lý huynh, Tần huynh, bốn người theo ta cùng tiêu diệt người này, những người còn lại lập tức xuống. Sau khi xuống hệ thiên tuyền, không thể để lại một người sống. Dứt lời, cơ thể hắn thoáng động, trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, gia chủ bốn thế gia còn lại cũng xông về phía Dương Diệp. Mà những cường giả chân cảnh còn lại phóng về phía thiên hư đại lục bên dưới. Trên phương diện đại chiến, ở đó, Dương Diệp liếc nhìn những cường giả xông về phía thiên hư đại lục, giờ phút này hắn đã không có cách nào ngăn cản những người này, hắn chỉ có thể ngăn chặn năm gia chủ này. Về phần những người này, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Dương Liêm Sương còn có hậu chiêu. Tuy nhiên, đối với Dương Liêm Sương, hắn vẫn rất có lòng tin. Đây là một nữ nhân tâm tư tinh tế, nàng nhất định từng có suy nghĩ. Cho nên, hắn cũng không mấy lo lắng. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Doanh Khánh dẫn đầu trước mặt, hoàn toàn không nói nhảm, tay phải hắn giơ kiếm liền bổ tới. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Doanh Khánh trực tiếp bị một kiếm này làm chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, nhưng trong phút chốc, đám bốn người Lục Vân Thiên lại trực tiếp bao vây Dương Diệp, thoáng cái, Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui đủ nghìn trượng. Doanh Khánh nhìn bàn tay của mình, bàn tay của hắn đã phân ra làm hai nửa, vừa rồi nếu như không phải hắn lui nhanh, toàn thân hắn cũng có thể bị một kiếm kia bổ trúng. Rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ. Đây là đánh giá của Doanh Khánh với Dương Diệp. Im lặng trong chớp mắt, Doanh Khánh hít sâu một hơi, sau đó liền xông về phía Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp người này không chết, sau này Doanh gia. Sau này khả năng sẽ không có Doanh gia nữa. Năm gia chủ, ngoại trừ gia chủ Lý gia gia, bốn người còn lại đều là cường giả chân cảnh ngũ đoạn. Cho dù Dương Diệp sử dụng cánh tay chiến thần cùng kiếm gỗ, nhưng vẫn không chiếm được tiện nghi, thậm chí còn có dấu hiệu bị áp chế. Cái này cũng rất bình thường, dù sao năm người này cũng đều là cường giả thành danh đã lâu, nếu Dương Diệp không phải có cánh tay chiến thần cùng kiếm gỗ, còn tăng lên tới chân cảnh, hắn căn bản không có cách nào đối đầu với năm người liên thủ. Cho dù như vậy, nhưng năm người Doanh Khánh cũng không làm gì được Dương Diệp, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được Dương Diệp. Bởi vì kiếm của Dương Diệp thật sự quá mức khủng khiếp, năm người bọn họ không có bất kỳ một người dám đi cứng rắn đỡ được kiếm của Dương Diệp. Điều này cũng gây ra cục diện, làm cho bọn họ áp chế Dương Diệp, nhưng lại không làm gì được Dương Diệp. Nhưng bọn họ có thể kéo dài, Dương Diệp lại không kéo dài được. Hắn không chịu nổi lực lượng cánh tay chiến thần được bao lâu. Bên dưới, hơn 60 vị cường giả chân cảnh đi tới trước đại trận thủ hộ của Thiên Hư Đại Lục. Cho dù đại trận này mạnh mẽ, nhưng không ngăn cản được hơn 60 vị cường giả chân cảnh liên thủ. Trong thời gian không đến 10 hơi thở, đại trận thủ hộ này đã bị hơn 60 vị cường giả chân cảnh đánh mạnh, ầm ầm vỡ nát.
mà vào giây phút đại trận nghiền nát, rất nhiều chùm ánh sáng trắng đột nhiên từ trong thiên cơ thành phóng lên cao, những chùm ánh sáng trắng lập tức nhấn chìm những cường giả chân cảnh phía chân trời. Nhưng chẳng bao lâu, những chùm ánh sáng trắng lại đều hóa thành hư vô. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ trận pháp nào cũng không có tác dụng gì. Gọi tổ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong thành của thiên cơ thành. Giọng nói này chính là giọng nói của Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương vừa dứt lời, trên không trung của thiên cơ thành đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, tốc độ chấn động này càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, ở trên không trung thiên cơ thành xuất hiện một đài tròn năng lượng. Cùng lúc đó, rất nhiều cột ánh sáng linh khí đột nhiên từ thiên cơ thành phóng lên cao, cuối cùng, những cột ánh sáng linh khí này đều tiến vào trong đài tròn năng lượng kia. Dần dần, từng khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong đài tròn này tràn ra. Gọi tổ. Tất cả mọi người ở đó ngừng lại, bao gồm đám người Doanh Khánh không chung cũng ngừng lại, nhìn đài tròn năng lượng lớn, vẻ mặt đám người Doanh Khánh cũng có chút nghiêm trọng. Gọi tổ, có thể nói là con át chủ bài cuối cùng của mỗi một thế gia cũng là con át chủ bài lợi hại nhất. Tổ tiên của mỗi một thế giới đều là tài năng hơn người, dĩ nhiên sẽ không chết dễ dàng như vậy, phải nói là phần lớn đều vượt qua chân cảnh lục đoạn, đạt tới cấp bậc cao hơn. Khi bọn họ rời khỏi thế giới này, đều sẽ để lại cho gia tộc của mình một thủ đoạn bảo toàn tính mạng, thủ đoạn bảo toàn tính mạng này có thể là phân thân của bọn họ, cũng có thể là một phần hồn phách của bọn họ. Mặc dù chỉ là một phân thân hoặc một phần hồn phách, nhưng như vậy cũng không được khinh thường. Bởi vì đây là tồn tại vượt qua chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, không đơn thuần là vượt qua chân cảnh lục đoạn, người như thế đã từng là thiên kiêu, thực lực của bọn họ căn bản không thể luận theo lẽ thường. Ở đó, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, trên đài tròn dần dần xuất hiện một bóng người hư ảo. Một lão già mặc áo bào màu đỏ. Ở trên đài tròn kia xuất hiện một lão già mặc áo bào màu đỏ, tóc hắn đỏ ngầu, giữa chân mày có một phù ấn kỳ lạ màu đỏ. Dương gia tổ tiên. Khi lão già mặc áo bào màu đỏ này xuất hiện, tất cả mọi người phát hiện không gian ở đó đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, dường như đang nhận lực lượng gì đáng sợ, vô cùng kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức nghiêm trọng. Không trung phía xa, ánh mắt lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng một lát sau, trong mắt hắn dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng, sắc mặt hắn trầm xuống. Gia chủ đương nhiệm là người nào? Rất nhanh, Dương Liêm Xương xuất hiện ở trước mặt lão già áo bào màu đỏ, Dương Liêm Xương thi lễ với lão già mặc áo bào màu đỏ. Ra mắt tổ tiên, bộ dạng đúng mực, vẻ mặt lão già mặc áo bào màu đỏ trầm xuống. Ngươi là gia chủ đương nhiệm của Dương gia ta sao? Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Đúng vậy, lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn thẳng Dương Liêm Xương. Ta đã nói. Dương gia không thể để cho nữ tử làm gia chủ, ai cho ngươi làm? Dương Liêm Xương khẽ nói. Tự mình làm. Ai dám đồng ý? Lão già mặc áo bào màu đỏ nói, Dương Liêm Xương nhìn thẳng lão già mặc áo bào màu đỏ. Những kẻ không đồng ý đều đã chết. Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn Dương Liêm Xương rất lâu, cuối cùng hắn trầm ly ọng nói. Đúng là tài năng hơn người. Dương Liêm Xương nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Tổ tiên, bây giờ ngươi giàu dĩ vấn đề này của ta thì đã không có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ Dương gia đã rơi vào tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần có ta với Dương Diệp, Dương gia sẽ không chết, nó sẽ có một ngày thịnh vượng. Dương Diệp, lão già mặc áo bào màu đỏ nhíu mày. Dương Liêm Xương chỉ vào Dương Diệp cách đó không xa. Chính là hắn. Ánh mắt lão già mặc áo bào màu đỏ rơi vào trên người của Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, chân mày hắn đột nhiên nhíu chặt hơn. Nhìn Dương Diệp rất lâu, cuối cùng hắn lắc đầu. Thì ra là thế. Dương Diệp liếc nhìn lão già mặc áo bào màu đỏ. Có ý gì? Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn thật sâu vào Dương Diệp nhưng không nói gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Liêm Xương. Trước đây ta đã sớm dự đoán được, Dương gia ta sẽ gặp kiếp nạn vì một nữ nhân, bởi vậy trước đây mới yêu cầu không để nữ tử làm gia chủ. Chỉ là không ngờ được, một kiếp này cuối cùng cũng tới. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Doanh Khánh. Gần 70 vị chân cảnh, đúng là số lượng thật lớn. Dứt lời, hắn đột nhiên thò tay phải ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng rạch một cái. Suy 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 suy. Trong phút chốc,
trên không trung cơ thể 10 cường giả chân cảnh đột nhiên phân ra làm hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đại biến, bao gồm Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, bởi vì 10 người vừa rồi chết thế nào, hai người bọn họ cũng không nhìn thấy rõ ràng. Trong không trung, trong lòng đám người Doanh Khánh đã có ý lùi lại. Mà vào lúc này, cường giả chân cảnh lục đoạn của Doanh gia cũng chính là Doanh Vực xuất hiện ở trong không trung và nhìn lão già mặc áo bào màu đỏ. Hắn không ra tay được vài lần đâu. Lúc này, lão già mặc áo bào màu đỏ đột nhiên lại vung lên. Xuy 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 xuy. Ở đó lại có cơ thể 10 cường giả chân cảnh lập tức phân ra. Tuy nhiên, có thể lão già mặc áo bào màu đỏ lại mờ đi. Doanh Vực nhìn chằm chằm vào lão già mặc áo bào màu đỏ. Tiếp tục, lão già mặc áo bào màu đỏ khẽ gật đầu, tay phải hướng phía trước lại rạch một cái rạch này, cơ thể 10 cường giả chân cảnh gần Doanh Vực lập tức phân ra. Giờ phút này, những cường giả chân cảnh ở đó đều hoảng sợ. Không đúng, phải nói là sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Thực lực của lão già mặc áo bào màu đỏ trước mắt này thật sự quá khủng khiếp, bọn họ căn bản không có khả năng địch nổi. Lúc này, trong lòng rất nhiều người đã có ý định thối lui. Cách đó không xa, Doanh Vực lại nói. Còn có thể ra tay sao? Hắn không phải không muốn ngăn cản, căn bản không ngăn cản được lão già mặc áo bào màu đỏ này, hơn nữa cũng không thể trốn, bởi vì trốn cũng chết. Nhưng thật may, lão già mặc áo bào màu đỏ này không ra tay được mấy lần, bởi vì hắn chứng kiến qua tổ tiên khô gia năm đó xuất hiện qua. Trước đây, vị đó cũng chỉ ra tay được 3 lần, sau đó không có cách nào ra tay lần nữa. Dù sao không phải là bản thể. Lão già mặc áo bào màu đỏ không ra tay, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Dương Liêm Sương. Nhớ kỹ, tử tôn Dương gia có thể chết, nhưng khí phách không thể mất. Nghe vậy, Dương Liêm Sương cung kính thi lễ với lão già mặc áo bào màu đỏ. Cung kính tiễn tổ tiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Doanh Vực nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu như lão già mặc áo bào màu đỏ này còn có thể ra tay, bọn họ thật sự chạy không thoát. Cũng may, đối phương đã không có cách nào ra tay được nữa. Cơ thể của lão già mặc áo bào màu đỏ càng lúc càng mờ ảo, mà vào lúc hắn sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên, hắn nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Hắn không nói gì, chỉ nhìn như vậy, trong mắt có chút nghi ngờ, lại kèm theo một chút không hiểu, còn có một chút khó tin nổi. Không thể không nói, Dương Diệp bị lão tổ Dương gia này nhìn có chút da đầu tê dại. Bởi vì ánh mắt của đối phương trước khi biến mất, thật sự rất quỷ dị. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương hình như biết hắn. Nhưng đối phương làm sao có thể biết hắn được? Dương Diệp. Đúng lúc này, Doanh Khánh phía xa đột nhiên cười gằn nói. Bây giờ còn có chiêu gì nữa sao? Dương gia bị buộc phải gọi tổ, mặc dù đối phương giết 30 vị chân cảnh, nhưng 5 đại thế gia chia đều xuống, vậy tất nhiên không mấy đau đớn. Mà bây giờ, Dương gia đã không còn con bài tẩy gì nữa. Dương Diệp không để ý tới Doanh Khánh, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Tất cả bã bỏ chạy, chúng ta đi thôi, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn quay đầu lại nhìn về phía Doanh Khánh. Không chơi với các ngươi nữa, gặp lại. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Dương Liêm Sương cũng trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở đó. Hai người bọn họ tuyệt đối không chạy cùng nhau, mà tách ra chạy, bởi vì chạy cùng nhau thì mục tiêu quá lớn. Hơn nữa, tách nhau ra chạy có thể làm lực lượng của đối phương bị phân tán ra, đối với hắn cùng Dương Liêm Sương, nếu một người đối mặt với 20 cường giả chân cảnh thì áp lực sẽ không lớn. Mà nhưng nếu cùng nhau đối mặt với 40 người, áp lực này lại vô cùng lớn. Ở đó, nhìn thấy Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương tự nhiên trực tiếp bỏ trốn, mọi người đều ngẩn người, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương không quan tâm tới Thiên Hư Đại Lục sao? Rất nhanh, thần thức của đám người Doanh Khánh quét qua Thiên Hư Đại Lục, trong phút chốc, thần sắc mọi người rất khó coi. Bởi vì tất cả Thiên Hư Đại Lục đã không có một bóng người. Chạy thoát! Ở đó! Thần sắc mọi người nhìn rất khó coi. Mục đích của bọn họ không chỉ là muốn thu được thế gia Dương gia, càng muốn hoàn toàn tiêu diệt sạch Dương gia. Bởi vì chỉ có hoàn toàn diệt sạch Dương gia, mới không có hậu hoạn. Mà bây giờ, người Dương gia tự nhiên trực tiếp bỏ qua Thiên Hư Đại Lục, sau đó bỏ chạy. Chạy. Ở đó, Doanh Khánh hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía xa. Đuổi, đuổi theo Dương Diệp.
Vậy còn Dương Liêm Sương thì sao? Lục Vân Thiên hỏi. Doanh Khánh lắc đầu. Không cần quan tâm tới nàng, đuổi theo Dương Diệp là được. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở phía chân trời. Hắn đương nhiên biết rõ ý đồ của Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp, nếu như lực lượng của bọn họ phân tán, rất có thể sẽ bị Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương giết ngược lại. Bởi vậy không thể phân tán, chỉ có tập trung lực lượng mới có khả năng giết chết Dương Diệp hoặc Dương Liêm Sương. Mà giữa Dương Liêm Sương cùng Dương Diệp, hắn lựa chọn truy sát Dương Diệp. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì những chuyện Dương Diệp làm ở doanh gia. Cứ như vậy, gần 40 vị cường giả chân cảnh đuổi theo về phía Dương Diệp. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trên không trung Thiên Hư Đại Lục, doanh vực cùng Dương Hủ của Dương gia xuất hiện ở phía chân trời. Doanh vực nói, không ngờ được gia chủ của các ngươi lại quyết đoán như thế, trực tiếp bỏ qua Thiên Hư Đại Lục cùng nhiều thế giới của Dương gia như vậy. Dương Hủ khẽ gật đầu. Ta cũng không ngờ được, nhưng không thể không nói, nhà đầu kia có bản lĩnh hơn Dương Tiêu. Doanh vực khẽ gật đầu. Đúng vậy, sau khi nàng thượng vị, không chỉ làm cho bên trong Dương gia càng đoàn kết hơn, còn lôi kéo Dương Diệp. Ông trời đối với Dương gia các ngươi thật sự không tệ. Trước đó, hắn không phải không muốn ra tay ngăn cản Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản, bởi vì lão già trước mặt này đã ngăn cản hắn. Mà một khi Dương Hủ ra tay, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Loại cường giả đến cấp bậc như bọn họ vậy, muốn phân ra thắng bại thì không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho nên hắn không lựa chọn ra tay, bởi vì điều này không có chút ý nghĩa nào. Phía xa, Dương Hủ cười nói. Ông trời dù đối với Dương gia ta không tệ cũng vô dụng thôi. Bởi vì các ngươi sẽ không để cho hai người bọn họ trưởng thành lên. Doanh vực nói. Nếu như doanh gia ta xuất hiện hai thiên tài như vậy, sẽ bị thế gia khác liên kết chèn ép, không phải sao? Vậy cũng đúng. Dương Hủ cười nói. Được rồi, doanh vực huynh, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần nhiều lời. Ngày khác có cơ hội sẽ gặp mặt. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên và lập tức biến mất. Ở đó, doanh vực ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của Dương Diệp, hắn muốn đuổi theo, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần hắn ra tay. Dương Hủ lại nhất định sẽ ra tay. Đồng thời, nếu Dương Hủ muốn cứu Dương Diệp, hắn sẽ ra tay. Hắn cùng Dương Hủ kìm chế lẫn nhau. Chấm. Chuyện của Dương gia nhanh chóng truyền ra ở Trung Thiên Vũ Trụ. Dương gia đã từng là một trong 8 đại thế gia, từ nay về sau biến mất trên cõi đây, bây giờ, Trung Thiên Vũ Trụ chỉ có 7 đại thế gia. Tuy nhiên, tất cả mọi người biết Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương không chết. Bởi vậy, rất nhiều người cảm thấy Dương gia vẫn có hy vọng, đương nhiên điều kiện trước tiên là hai người này không bị doanh gia và các thế gia khác truy sát giết chết. Doanh gia và các thế gia sẽ buông tha việc truy sát Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương sao? Hiển nhiên sẽ không. Có thể nói, nếu như vào lúc này doanh gia và các thế gia không giết Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương, chờ thêm mấy năm, khi đó Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt bọn họ sẽ run rẩy. Bởi vậy, đừng thấy doanh gia và các thế gia thắng. Nhưng nếu như Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương không chết, trong cuộc sống bọn họ sau này, ngủ cũng không nỡ ngủ. Ở trong một tinh không không biết tên, một đường kiếm quang chạy gấp, đi qua nơi nào, không gian đều bị vỡ ra, có thể thấy được tốc độ kia nhanh tới trình độ nào. Dĩ nhiên đường kiếm quang này là do Dương Diệp biến thành. Bây giờ hắn là tăng tốc độ của mình lên tới mức độ cao nhất. Lúc này, trong lòng Dương Diệp đặc biệt khó chịu, ban đầu, hắn đề nghị với Dương Liêm Sương tách ra chạy, lấy này phân tán lực lượng của doanh gia và các thế gia, nói vậy, bọn họ vừa đánh vừa chạy, hoàn toàn có thể giết chết rất nhiều cường giả chân cảnh. Nhưng hắn không ngờ được, doanh gia và các thế gia lại có thể không đuổi theo Dương Liêm Sương, tất cả đều đuổi theo hắn. Khi biết 40 tên cường giả chân cảnh đuổi theo mình, tâm tình của hắn lúc đó lại giống như một vạn con ngựa lao nhanh qua. Chạy. Dùng hết sức chạy. Đây là điều bây giờ hắn muốn làm, bởi vì một khi hắn bị đuổi kịp, vậy kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. Cho dù hắn rất tự tin, nhưng còn chưa tự tin đến mức có thể một đấu một với 40 vị chân cảnh. Nhưng đám người Doanh Khánh hiển nhiên không muốn buông tha hắn, giống như giòi bám trên mu bàn chân đuổi sát theo hắn. Đám người Doanh Khánh đều là chân cảnh ngũ đoạn, cho dù tốc độ của bọn họ chậm hơn Dương Diệp một chút, nhưng không đáng kể tới. Bởi vậy,
Dương Diệp căn bản không có cách nào bỏ qua bọn họ. Nếu như hắn dùng một kiếm trong chớp mắt chạy trốn, đến lúc đó có thể trong nháy mắt đó bỏ qua những người này. Nhưng sau đó thì sao? Nhất kiếm sát na sử dụng một lần hai lần còn tốt, sử dụng thêm một vài lần, còn không chờ người khác đuổi kịp, chính hắn đã kiệt lực. Như vậy hiện tại lại có vấn đề tới. Làm sao bây giờ? Dương Diệp cũng rất căm tức, bởi vì hắn không có cách nào. Đám người Doanh Khánh rõ ràng muốn đuổi theo hắn tới tận chân trời góc biển. Mà hắn đã không kiên trì được bao lâu nữa, bởi vì vừa rồi hắn dùng lực lượng cánh tay chiến thần, mặc dù bây giờ hắn đã phong ấn, nhưng lực lượng này vẫn khiến cho cơ thể hắn xuất hiện sự mệt mỏi. Bởi vậy, nếu như tiếp tục nữa, hắn bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau một khắc, một khí tức khủng khiếp xuất hiện ở trong tinh không, ngay sau đó, Cùng Kỳ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bắt đầu, Cùng Kỳ nói. Dương Diệp ngây cả người, sau đó thân hình run lên, trực tiếp ngồi ở trên lưng Cùng Kỳ. Hai cánh Cùng Kỳ vỗ mạnh, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở trong tinh không mênh mông. Phía sau, đám người Doanh Khánh cũng không hề dừng lại. Yêu thú kia có tốc độ thật nhanh. Bên cạnh Doanh Khánh, Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Có nhanh cũng phải đuổi theo. Doanh Khánh gằn giọng nói. Các vị, truyền lệnh cho gia tộc của từng người, điều động tất cả cường giả của các ngươi, ngoài việc đó ra, phát ra lệnh truy nã về phía Trung Thiên Vũ Trụ. Hễ là ai có thể giết chết Dương Diệp, hoặc giúp đỡ chúng ta giết chết Dương Diệp, mỗi một thế giới chúng ta bỏ ra hai thế giới nhỏ, năm thế giới trung bình. Còn nữa, 10 món bảo vật cấp chân cảnh, 10 món công pháp huyền kỹ cấp chân cảnh, đồng thời, năm đại thế gia ta còn có thể đáp ứng hắn một yêu cầu. Trong lòng mọi người chợt kinh ngạc, Lục Vân Thiên nói. Cái giá phải trả này có thể quá lớn hay không? 20 thế giới nhỏ còn được, nhưng bảo vật cấp chân cảnh cùng năm thế giới trung bình, vậy thì có chút đau lòng. Doanh Khánh liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Hắn mà không chết, sau này chúng ta sẽ còn phải trả giá cao hơn nữa. Nghe vậy, đám người Lục Vân Thiên không do dự nữa. Bởi vì Doanh Khánh nói rất đúng, nếu như Dương Diệp không chết, sau này bọn họ nhất định sẽ bỏ ra cái giá càng thêm thê thảm. Cứ như vậy, Doanh gia và các thế gia phái ra càng nhiều cường giả đuổi theo giết Dương Diệp, ngoài việc đó ra, còn có vài người cũng tham dự vào. Doanh gia và các thế gia cho ra thù lao thật sự đặc biệt mê người, bởi vậy, cho dù biết Dương Diệp không dễ giết, nhưng vẫn có rất nhiều người cùng tiến vào. Dù sao bây giờ bọn họ tham dự vào thì có thể liên thủ cùng nhóm cường giả của Doanh gia. Nếu như bảo bọn họ một mình tới giết Dương Diệp, thù lao có thêm gấp 10 lần cũng không có người nào tới. Mà bây giờ không phải vậy, bây giờ có rất nhiều cường giả cùng nhau liên thủ đuổi theo giết Dương Diệp. Nhiều người lực lượng lớn, nhiều người can đảm cũng lớn. Lúc này, không chỉ Dương Diệp căm tức, Cùng Kỳ cũng căm tức. Bởi vì càng lúc càng nhiều người bắt đầu truy sát bọn họ, quan trọng nhất là mạng lưới tình báo của năm đại thế gia đều đang truy tìm điều tra hai người bọn họ, còn có đám người Doanh Khánh liều chết đuổi theo, bởi vậy, bọn họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đánh thì không thể đánh, ít nhất bây giờ không thể đánh, bởi vì vừa dừng lại thì nhất định sẽ bị vây đánh. Tiểu tử, người nhanh nghĩ biện pháp đi, tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ bị mệt chết mất. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Cách à? Dương Diệp im lặng suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ánh mắt hắn chợt sáng lên. Có rồi. Nói xong, hắn lấy ra một quyển trục này là do nữ tử thần bí của Bí Tông cho hắn. Bây giờ ở Trung Thiên Vũ Trụ hắn đã không có nơi nào có thể chạy được, vậy chỉ có thể chạy tới Bí Tông. Không hề do dự, hắn trực tiếp bóp nát cuốn sách cuộn, trong phút chốc, một ánh sáng màu xanh lam trực tiếp bao quanh hắn cùng Cùng Kỳ, thoáng qua, hắn cùng Cùng Kỳ trực tiếp biến mất. Hai hơi thở sau, đám người Doanh Khánh xuất hiện ở chỗ bọn họ đứng. Hai mắt Doanh Khánh khép hờ, trong phút chốc, không gian xung quanh bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, rất nhanh, hắn mở mắt. Hắn dùng quyển trục truyền tống trốn rồi, trên không gian có hắn khí tức lưu lại, đi theo ta. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiến vào không gian trước mặt. Ở trong một lòng núi không biết tên, Dương Diệp vừa mở mắt đã thấy một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người tới là ai? Người thanh niên nói. Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó tức giận nói. Ta là thế tử Doanh gia phụ thân Doanh Khánh. Hôm nay đến đây là muốn san bằng Bí Tông các ngươi nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết.
nếu như dám nói nửa chữ không, trong giây lát ta sẽ làm cho các ngươi hóa thành bột mịn. Nói xong, Dương Diệp chợt giẫm chân phải một cái, trong phút chốc núi lở đất nứt. Nhưng người lại trực tiếp biến mất. Hai hơi thở sau, đám người Doanh Khánh xuất hiện ở chỗ Dương Diệp vốn đứng. Người thanh niên. Chấm. Lúc nhìn thấy Dương Diệp đạp một bước vỡ ngọn núi sung. Quanh, người thanh niên còn có chút sửng sốt, khi nhìn thấy đám người Doanh Khánh, vẻ mặt của người thanh niên lập tức thay đổi. 40 vị cường giả chân cảnh. Đội hình này đặc biệt dọa người. Doanh Khánh đang muốn nói, đột nhiên, người thanh niên trực tiếp bóp nát một truyền âm phù, trong phút chốc, không gian phía chân trời chấn động mạnh. Đám người Doanh Khánh có chút ngây người trước mắt này làm gì vậy? Đúng lúc này, đám người Doanh Khánh đột nhiên nhíu mày, bởi vì không gian phía chân trời đột nhiên lại bắt đầu chấn động, ngay sau đó, mười mấy người xuất hiện ở đó. Toàn bộ là cường giả chân cảnh. Dẫn đầu là một lão giả áo bào đen, lão nhân mặc áo bào màu đen này là cường giả chân cảnh ngũ đoạn. Mà những người sau lưng lão nhân mặc áo bào màu đen này đều là chân cảnh tử đoạn, lại có khí tức mạnh mẽ khác thường, khi nhìn thấy đám người kia, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức trầm xuống. Lúc đám người lão giả áo bào đen này nhìn thấy đám người Doanh Khánh lúc, vẻ mặt cũng trầm xuống, rõ ràng bọn họ cũng không ngờ được sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Ở đó, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Ánh mắt lão giả áo bào đen nhìn người thanh niên. Chuyện gì xảy ra? Người thanh niên lùi đến bên cạnh lão giả áo bào đen, sau đó nói. Hồi bẩm Tô trưởng lão, vừa rồi đột nhiên có một người xuất hiện, đối phương nói hắn là người của Doanh gia. Sau đó tới san bằng bí tông chúng ta, còn nói chúng ta đi ra nhận lấy cái chết, nếu như nói nửa chữ không, sẽ làm cho bí tông chúng ta hóa thành bột mịn. Nghe thấy người thanh niên nói vậy, vẻ mặt đám người lão giả áo bào đen lập tức trầm xuống, vẻ mặt đám người Doanh Khánh cũng trầm xuống. Bị Dương Diệp hãm hại rồi. Doanh Khánh đang muốn nói, lúc này lão giả mặc áo bào màu đen này đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó nói. Không biết các vị là nhà nào trong tám đại thế gia nào, hay là nói cả tám đại thế gia đều tới. Doanh Khánh nói. Tại hạ là Doanh Khánh gia chủ Doanh gia, mấy vị bên cạnh này là gia chủ Lý gia chủ Tần gia chủ Vương gia, cùng với gia chủ Lục gia. Lần này chúng ta đến đây cũng không phải là nhằm vào bí tông, mà là vì truy sát tên nam tử mà vị tiểu hữu này trước đã nhìn thấy. Hắn làm gia chủ Doanh gia nên dĩ nhiên có biết một ít về bí tông. Tông môn này tương đối thần bí, đương nhiên, Doanh gia không khiếp sợ, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức cố ý đối địch với đối phương, bởi vì làm vậy là trúng bẫy của Dương Diệp, hơn nữa cũng không có lợi ích gì cho Doanh gia. Nghe thấy Doanh Khánh nói vậy, vẻ mặt đám người lão giả áo bào đen có chút dễ nhìn hơn, Doanh gia và các thế gia không phải tới nhằm vào bí tông, cho dù thực lực của bí tông cũng mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng không muốn đi đối địch cùng mấy thế lực lớn. Điều này cũng không có lợi ích gì cho bọn họ. Lúc này, Doanh Khánh lại nói. Các vị, lần này chúng ta đến đây chỉ vì tìm kiếm Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp đã lẻn vào bí tông, cho nên vẫn mong các vị tạo điều kiện, để cho chúng ta tiến vào trong tìm hắn, chỉ cần tìm được hắn, chúng ta sẽ tự mình rời đi. Không được. Lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Bí tông không chào đón người ngoài bước vào, cho nên các ngươi không thể đi vào. Nghe vậy. Vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức có chút khó coi. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói. Nếu như chúng ta cứ nhất quyết muốn đi vào thì sao? Lần này, hắn muốn lật tầm màn che thật sự của bí tông. Nghe thấy Doanh Khánh nói vậy, lão già mặc áo bào màu đen này lạnh lùng nói. Thử xem. Doanh Khánh đang muốn nói. Lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên vung tay phải lên. Trong phút chốc, tất cả mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một vòng sáng rất lớn xuất hiện ở dưới chân tất cả mọi người. Trận pháp. Trận pháp này rõ ràng rất lớn, phạm vi mấy vạn dặm đều bị nó bao trùm. Cùng lúc đó, ở sau dãy núi đột nhiên xuất hiện mấy khí tức cường đại, ngay sau đó, ba lão già xuất hiện ở bên cạnh lão già áo bào đen. Toàn bộ đều là cường giả chân cảnh, hơn nữa còn đều là chân cảnh ngũ đoạn. Bốn gã chân cảnh ngũ đoạn. Không thể không nói. Khi nhìn thấy đội hình này, trong lòng Doanh gia và các thế gia đều kinh ngạc. Mặc dù cường giả chân cảnh ngũ đoạn không có hiếm thấy như chân cảnh lục đoạn, nhưng ở trong trung thiên vũ trụ này cũng thuộc về cực ít. Mà bí tông này tự nhiên có bốn gã. Thực lực của bí tông thực sự khiến bọn họ kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc này,
Doanh gia và các thế gia hiển nhiên không thể lùi bước, nếu như lúc này lùi bước, vậy sau này Trung Thiên Vũ Trụ sẽ nói Doanh gia và các thế gia bọn họ sợ Bí Tông. Bọn họ không thể mất mặt như vậy được. Doanh Khánh nhìn thẳng vào lão già áo bào đen. Bí Tông muốn cùng đối địch cùng năm đại thế gia ta sao? Lão già áo bào đen khẽ nói. Bí Tông ta không tham dự vào chuyện trong thế tục, nhưng Bí Tông ta cũng không phải là tồn tại mà người nào cũng có thể bắt nạt. Các vị, các ngươi có chuyện gì với Dương Diệp, Bí Tông ta không muốn quản, chuyện của các ngươi thì chính các ngươi đi giải quyết. Doanh Khánh trầm giọng nói. Nhưng bây giờ hắn đã bước vào Bí Tông. Lão già áo bào đen nhíu mày, hắn nhìn về phía người thanh niên này. Hắn tới thế nào? Người thanh niên suy nghĩ một lát, sau đó nói. Truyền tống tới, là quyển trục truyền tống của chúng ta. Nghe vậy, lão già áo bào đen càng nhíu chặt chân mày. Hắn nhìn về phía một lão già áo bào xa hoa bên cạnh. Gần đây có đưa người nào không? Lão già áo bào xa hoa này khẽ lắc đầu. Không, ta biết một ít về Dương Diệp này, cũng muốn đi kiểm tra, nhưng ta còn chưa có đi, cho nên đối phương sao có thể được nắm giữ quyển trục truyền tống của Bí Tông ta được. Vậy hắn tới thế nào? Lão già áo bào đen nhíu mày. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói. Các vị, mục tiêu của năm đại thế gia chúng ta chỉ là hắn, chỉ cần tìm được hắn, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Hoặc Bí Tông đuổi hắn ra khỏi Bí Tông, bản thân chúng ta ở bên ngoài tự mình giải quyết cũng được. Bây giờ đối với hắn mà nói, giải quyết Dương Diệp mới là quan trọng, nếu như phát sinh mâu thuẫn cùng Bí Tông, chuyện kia càng thêm phiền toái. Cho nên, hắn không làm người gây sự như vậy. Ở đó, lão già áo bào đen im lặng, hắn cũng không muốn Bí Tông phát sinh mâu thuẫn cùng Doanh gia và các thế gia. Sau một lúc lâu, hắn bay đến không trung, sau đó nói. Dương Diệp, không quan tâm ngươi làm thế nào bước vào Bí Tông ta, nhưng Bí Tông ta không chào đón ngươi, vẫn mong rời khỏi Bí Tông, rời đi à? Dương Diệp vội vàng lắc đầu, đánh chết hắn cũng sẽ không rời đi. Cho dù làm vậy có chút vô lại, nhưng hắn không có cách nào. Ra ngoài thì sẽ chết. Thấy không có phản ứng, vẻ mặt lão già áo bào đen này trầm xuống. Lúc này, Doanh Khánh đột nhiên nói. Các hạ, người như vậy, hắn sẽ không ra đâu, người này rất vô liêm sỉ, gian trá, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh thì hắn mới ra được. Lão già áo bào đen liếc nhìn Doanh Khánh, sau đó thần sắc hắn quét ra, trong phút chốc, trong vòng mấy chục dặm đều ở dưới thần thức nhận biết của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không phát hiện ra Dương Diệp. Doanh Khánh lại nói, không cần uổng phí thời gian, người này có công phu ẩn nấp, cho dù là cường giả chân cảnh lục đoạn cũng khó có thể tìm được, chỉ có hình thức lục soát trải thảm mới có khả năng buộc hắn đi ra. Lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên nhìn về phía Doanh Khánh. Mạo muội hỏi một chút, cảnh giới của Dương Diệp này là gì? Chân cảnh. Doanh Khánh trầm giọng nói, sở dĩ biết Dương Diệp là chân cảnh, vẫn là do Doanh Vực nói cho hắn biết. Chân cảnh mấy đoạn? Lão già áo bào đen lại hỏi. Nhất đoạn. Doanh Khánh nói. Lão già áo bào đen kinh ngạc nói. 40 vị cường giả chân cảnh các ngươi truy sát một vị huyền giả chân cảnh nhất đoạn, lại còn để cho hắn chạy thoát à? Đám người phía sau lão già áo bào đen nhìn về phía đám người Doanh Khánh, vẻ mặt cũng có chút kỳ lạ. Nghe thấy lão già áo bào đen nói vậy, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức khó coi. Điều này thực là một chuyện đặc biệt mất mặt. Mà lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Các hạ, chúng ta thừa nhận, đội hình chúng ta đuổi giết hắn đúng là có chút mất mặt. Nhưng nếu như các hạ biết được người này đáng sợ thế nào, sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Phải vậy không? Giọng điệu của lão già áo bào đen rất lạnh nhạt, hiển nhiên cảm thấy Lục Vân Thiên đang kiếm cớ. Hắn cũng đã gặp rất nhiều thiên tài, nhưng hắn vẫn chưa từng gặp loại thiên tài nào như vậy. Dương Diệp này ở trong các yêu nghiệt có thể yêu nghiệt tới trình độ nào? Lúc này, Doanh Khánh lắc đầu. Các hạ, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, hoặc là Bí Tông để cho chúng ta tiến vào trong tìm hắn, hoặc là Bí Tông đuổi hắn ra, bản thân chúng ta giải quyết. Ta nghĩ, Bí Tông cũng không muốn vì một người không có liên quan tới Bí Tông mà đối địch với cùng năm đại thế gia chúng ta chứ. Bí Tông tất nhiên sẽ không vì Dương Diệp mà đối địch với đám người Tần gia, hơn nữa Dương Diệp một mình bước vào Bí Tông đã phạm phải quy định của Bí Tông. Lão già áo bào đen nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Thông báo với bí vệ,
toàn lực truy tìm điều tra về người này. Rất nhanh, cường giả phía sau hắn đều lui lại, chỉ trong giây lát, rất nhiều khí tức xuất hiện ở trong dãy núi mênh mông. Lục soát theo hình thức trải thảm. Ở đó, đám người Doanh Khánh liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói gì, nếu Bí Tông đã tỏ thái độ, bọn họ tất nhiên sẽ không đi gây sự. Hơn nữa, Bí Tông rõ ràng cũng không muốn Dương Diệp ở bên trong Bí Tông này. Bây giờ việc của bọn họ chính chờ Dương Diệp xuất hiện. Lão già áo bào đen nhìn lướt qua đám người Doanh Khánh, sau đó nói. Lão Phu có chút tò mò, Dương Diệp này rốt cuộc đã làm gì mà tự nhiên khiến cho các vị điều động đội hình này tới đuổi giết hắn. Dương Diệp làm gì? Đám người Doanh Khánh không trả lời, chẳng lẽ nói là Dương Diệp đơn thương độc mã đi tới Doanh gia, sau đó phá hủy hết chủ thành của Doanh gia. Đây là chuyện còn hơn cả sỉ nhục, hắn không muốn nhắc tới. Thấy đám người Doanh Khánh không nói gì, lão già áo bào đen cũng không có hỏi nữa, hắn nhìn về phía lão già áo bào xa hoa bên cạnh. Đi điều tra một chút về người này. Lão già áo bào xa hoa khẽ gật đầu, xoay người lập tức biến mất. Chấm. Ở trong dãy núi mênh mông, Dương Diệp ẩn thân ở trong một chỗ sơn động hoàn toàn tự nhiên, trong lúc đó, vài thần thức quét đến, nhưng đều không phát hiện ra hắn. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Tìm ta à, nếu các ngươi tìm được ta, xem như ta thua. Đừng ẩn nấp nữa, ta biết ngươi ở bên trong. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong sơn động. Dương Diệp. Nghe tiếng nói này, Dương Diệp cảm giác hơi quen thuộc. Rất nhanh, hắn đã biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Chủ nhân của giọng nói này chính là nữ tử váy trắng trước đây đi tới Kiếm Tiên Thành cho hắn quyển trục truyền tống kia. Tuy nhiên, đối phương làm sao tìm được mình? Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, từ trong sơn động đi ra, mà đứng ở trước cửa sơn động là một nữ tử, chính là nữ tử váy trắng này. Ngươi làm sao tìm được ta? Dương Diệp hỏi. Lúc này, một đường ánh sáng trắng hiện lên. Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, tiếp theo, Tiểu Bạch chỉ vào kiếm gỗ. Kiếm gỗ làm, Dương Diệp liếc nhìn kiếm gỗ, hắn không ngờ được kiếm gỗ này lại có thể tiết lộ hành tung của hắn cho nữ nhân này. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Có ý gì là sao? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nói. Chuyện Doanh gia và các thế gia bên ngoài. Dương Diệp nói. Bọn họ đuổi giết ta. Sau đó ngươi liền chạy tới Bí Tông. Nữ tử váy trắng hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi là muốn để cho Bí Tông cùng mấy đại thế gia đánh nhau, sau đó làm ngư ông được lợi à? Dương Diệp lắc đầu. Không phải ý này, chỉ là ta thật sự không có chỗ nào để đi. Đương nhiên, nếu như Bí Tông không chào đón, ta có thể lập tức rời đi. Hắn sẽ không ngốc đến mức cho rằng có thể làm cho Bí Tông cùng Doanh gia và các thế gia đánh nhau, dù sao Doanh gia và các thế gia cùng cao tầng Bí Tông đều không phải là đầu đất. Nếu như đối phương không phát hiện ra hắn, hắn tất nhiên sẽ không ra ngoài, ít nhất bây giờ sẽ không đi ra. Nhưng bây giờ, người ta đã phát hiện ra hắn, hắn tiếp ở đây có khác nào chờ phiền toái tới. Hắn cũng không muốn Bí Tông cũng đứng ở phía đối diện hắn. Dương Diệp không do dự, nói xong liền đi. Khoan đã. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Người có thể đi, kiếm phải ở lại. Dương Diệp nhìn về phía kiếm gỗ trong tay, sau đó tay phải ném đi, kiếm gỗ này trực tiếp rơi vào trước mặt nữ tử váy trắng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt lại muốn đi cướp về, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngăn cản nàng. Không cần. Hắn thật sự không cần thanh kiếm gỗ này. Đối phương lại có thể để lộ hành tung của hắn, cũng may là nữ tử váy trắng này không có ý xấu. Nếu không, bây giờ chắc hẳn hơn 10 vị cường giả chân cảnh đã bao vây hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch lập tức ủy khuất, trong mắt còn lưng tròng. Dương Diệp thả lỏng tay ra, sau đó nói. Vậy ngươi đi theo nó đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Tiểu Bạch ngây người, trong phút chốc, nàng dường như hiểu rõ điều gì, nước mắt tuôn rơi. Tiếp theo, thân hình nàng trực tiếp lóe lên, sau đó trở lại trước ngực của Dương Diệp. Móng nhỏ của nàng nắm thật chặt cánh tay của Dương Diệp, sau đó tỏ vẻ đáng thương nhìn Dương Diệp. Nhìn dáng vẻ Tiểu Bạch, Dương Diệp không hiểu thấy đau nhói, thần sắc hắn nhu hòa. Nó không phải một phe với chúng ta, cho nên, không cần nó, được không? Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, lần này nàng không dám nghịch ngợm nữa.
Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Sau này sẽ tìm cho ngươi thanh kiếm tốt hơn. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Bạch và muốn rời đi, nhưng vào lúc này, thanh kiếm gỗ này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiếp theo, nó trực tiếp hóa thành kiếm quang tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Mặt Dương Diệp không thay đổi, tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể, sau đó nói. Làm cho nó ra ngoài. Hồng Mông Tháp chấn động mạnh, thoáng cái, một lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lấy thanh kiếm gỗ trong Hồng Mông Tháp. Kiếm gỗ tuyệt đối không giơ tay chịu trói, mà phản kháng. Từ trong cơ thể nó không ngừng nhanh chóng hiện ra từng kiếm quang. Dương Diệp nheo mắt, kiếm gỗ này rất có can đảm, thậm chí ngay cả Hồng Mông Tháp cũng dám phản kháng. Lúc này, Hồng Mông Tháp rõ ràng đã tức giận. Một khí tức còn cường đại hơn so với trước trực tiếp bao phủ lấy kiếm gỗ, những kiếm quang do kiếm gỗ phát ra lập tức tiêu tan, trong phút chốc, một đường kiếm quang từ trước ngực Dương Diệp vọt ra, thoáng cái, kiếm gỗ xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Bị đá ra. Phía xa, kiếm gỗ khẽ run lên, lại hóa thành một đường kiếm quang tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp, nhưng mới vừa đi vào, còn chưa tới nửa hơi thở, nó liền một lần nữa bị đá ra. Cứ như vậy, tới tới lui lui nhiều lần, kiếm gỗ cũng không có khả năng bước vào Hồng Mông Tháp. Cuối cùng, nó bỏ cuộc. Nó đi tới trước mặt Dương Diệp, nói chính xác hơn là đến trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nó, sau đó xoay đầu qua. Lúc này, Dương Diệp nói. Ta không quan tâm người là kiếm gì, người có cá tính của mình, ta hiểu, dù sao có bản lĩnh đều có cá tính. Nhưng ta cho người biết, ta cũng có cá tính của mình. Nếu giữa chúng ta không thể ở chung, vậy mỗi người đi một đường. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Đối với chuyện kiếm gỗ bán đứng hành tung của hắn, hắn rất phản cảm. Nếu như trước đó đối phương hỏi ý kiến của hắn cũng tốt, nhưng đối phương không hỏi hắn một tiếng, liền trực tiếp để lộ hành tung của hắn cho nữ tử váy trắng biết. Nếu như nữ tử váy trắng này thông báo với Bí Tông, thông báo với Doanh gia và các thế gia, có thể tưởng tượng được kết cục của hắn thế nào. Điểm quan trọng nhất là thông qua chuyện này, hắn phát hiện kiếm gỗ này và hắn thật sự không phải là một phe. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, kiếm gỗ này lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp nhíu mày, đúng lúc này, nữ tử váy trắng phía xa đột nhiên nói. Nó để lộ hành tung của ngươi cũng không có ác ý. Bởi vì nó cảm thấy ngươi tới Bí Tông này là để tìm ta. Dương Diệp lắc đầu, không quan trọng. Nói xong, hắn nhìn về phía kiếm gỗ. Không quan tâm thế nào, đã từng hợp tác qua nhiều lần, mọi người tụ được thì tan được. Kiếm gỗ nhẹ khẽ run run rẩy, dường như đang biểu đạt gì đó. Phía xa, vẻ mặt nữ tử váy trắng đột nhiên thay đổi. Ở trong mắt nàng hiện ra cảm giác khó tin. Nàng biết kiếm gỗ đang biểu đạt gì, bởi vì kiếm gỗ này không ngờ nhận sai. Đồng thời bảo đảm với Dương Diệp, sau này tuyệt đối sẽ không tự ý tiết lộ hành tung của hắn. Nhận sai. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, giống như muốn nhìn thấu hắn. Dương Diệp tất nhiên cũng hiểu rõ ý của kiếm gỗ, hắn cũng không ngờ được kiếm gỗ này tự nhiên sẽ nhận sai. Kiếm gỗ này rất cao ngạo, từ việc nó dám một đấu một cùng Hồng Mông Tháp cũng có thể thấy được điều đó. Mà bây giờ nó lại nhận sai, hắn biết, một phần nguyên nhân rất lớn trong này nhất định là bởi vì Tiểu Bạch cùng Hồng Mông Tháp. Quan hệ giữa kiếm gỗ cùng Tiểu Bạch cũng rất tốt, Tiểu Bạch không muốn rời nó. Nó cũng không muốn rời khỏi Tiểu Bạch. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch cũng nhìn về phía hắn chớp chớp mắt, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Tuy nhiên, Dương Diệp sao lại không biết ý của nàng? Nàng muốn thay kiếm gỗ cầu xin, nhưng sợ hắn tức giận. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi thích là được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong phút chốc, mắt nàng sáng rực lên. Bởi vì nàng hiểu rõ ý của Dương Diệp. Nàng nắm lấy kiếm gỗ, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại biến mất. Nàng chỉ móng nhỏ vào kiếm gỗ, một móng nhỏ khác không ngừng vung vẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc. Giáo dục. Tiểu Bạch đang giáo dục kiếm gỗ, đại khái ý là bảo nó sau này không nên đắc tội Dương Diệp, không nên len lén nói cho người khác biết tung tích của Dương Diệp và nàng. Đối với những lời Tiểu Bạch nói, kiếm gỗ không có bất kỳ ý kiến nào, đều đáp ứng hết. Đương nhiên, thật ra nó căn bản không đặc biệt hiểu những ý này. Không chỉ nó, Tiểu Bạch cũng không hiểu lắm. Dù sao ở trong lòng nàng chính là bảo nó không nên chọc cho Dương Diệp tức giận,
bởi vì một khi hắn tức lên thì đặc biệt đáng sợ. Cuối cùng, Tiểu Bạch rất cao hứng ôm kiếm gỗ trở lại Hồng Mông Tháp, mà lần này, Hồng Mông Tháp không ngăn cản kiếm gỗ nữa. Dương Diệp không dừng lại, hắn xoay người rời đi, đi được hai bước, hắn dường như nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn về phía nữ tử váy trắng. Linh kiếm chọn người, không phải ta muốn nó, mà là nó muốn đi theo ta, cho nên ngươi phải hiểu rõ. Nữ tử váy trắng im lặng, nàng có thể làm thế nào? Kiếm gỗ là của Bí Tông sao? Chưa tính là vậy, nếu như kiếm gỗ theo nàng còn tốt, nhưng vấn đề là bây giờ kiếm gỗ tự mình muốn đi theo Dương Diệp, nếu như nàng còn muốn ép Dương Diệp giao ra, đây là bắt nạt người. Mà vị trước mắt này không có khả năng là một dễ bắt nạt. Dương Diệp không nói nữa, xoay người rời đi, mà vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Ta dẫn người đi tới Bí Tông. Dương Diệp xoay người nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng lại nói. Ngươi không đi ra ngoài được, bên ngoài đã khởi động trận pháp, lại có vô số cường giả chấn giữ, có chút động tĩnh khác thường, bọn họ sẽ phát hiện ra ngay. Dương Diệp nói. Đi Bí Tông, sẽ mang đến phiền phức cho các ngươi. Nữ tử váy trắng nói. Còn có thể giải quyết được, đi theo ta đi. Nói xong, thân hình của nàng run lên, lập tức biến mất. Dương Diệp nhún vai, sau đó vội vàng đi theo. Rất nhanh, theo nữ tử váy trắng, hai người tới một đỉnh núi cao vút đâm vào trong mây. Bí Tông ở phía trên sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tạm thời chờ ở đây, ta ra ngoài nói cho bọn họ biết, đã nói ngươi đã rời đi Bí Tông. Bọn họ sẽ tin sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng khẽ nói. Không tin cũng phải tin. Nói xong, nàng xoay người muốn đi, mà lúc này, nàng dường như nghĩ tới điều gì nên nhìn về phía Dương Diệp. Đợi ở đây đừng có chạy lung tung, bây giờ ngươi vẫn chưa thể bị lộ được, bởi vì cho dù là Bí Tông ta cũng không có người nào biết ngươi, nếu ngươi bị phát hiện, khi đó ai cũng không giúp được ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được, ta không chạy loạn. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, sau đó xoay người lập tức biến mất. Nữ tử váy trắng đi rồi, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tìm một góc khuất ẩn nấp. Qua khoảng gần một khắc, đột nhiên có một đường ánh sáng trắng từ phía chân trời lướt qua, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua, đúng lúc này, ánh sáng trắng kia đột nhiên ngừng lại, thoáng cái, ánh sáng trắng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Nhìn người tới, Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Là ngươi. Người đến là một nữ tử, Dương Diệp nhận ra nữ tử này. Bởi vì chính là nữ tử váy trắng vừa mới rời đi. Chỉ có điều, bây giờ nữ tử này không phải mặc váy trắng, mà là váy đen, hơn nữa khí chất cũng không lớn như trước. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy đen, sau đó nói. Ngươi không phải là nàng. Lúc này, Dương Diệp phát hiện, nữ tử váy đen này với nữ tử váy trắng trước đó không giống nhau lắm. Hơn nữa, nếu như nữ tử váy đen này là nữ tử váy trắng này, sao đối phương có thể không quen biết hắn? Nữ tử váy đen nhíu mày, ngươi biết nàng? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Là nàng dẫn ta vào, nàng bảo ta chờ nàng ở đây. Nàng dẫn vào. Nữ tử váy đen cả ngồ nhíu chặt chân mày. Ngươi là ao, vì sao nàng phải dẫn ngươi vào? Dương Diệp vuốt tay. Vấn đề này, ngươi đợi lát nữa tự mình hỏi nàng có được không? Nữ tử váy đen liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là Dương Diệp xông vào Bí Tông ta. Nghe vậy, tay trái của Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Lúc này, nữ tử váy đen nói. Không ngờ được nàng tự nhiên cấu kết với người ngoài, đúng là. Đúng lúc này, giọng nàng hơi ngừng lại, cùng lúc đó, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Bởi vì một thanh kiếm đã đi tới giữa chân mày của nàng, một kiếm này nhanh đến mức tận cùng. Dương Diệp tuyệt đối không muốn xuống tay giết chết, mà muốn khống chế nữ tử váy đen này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp nữ tử váy đen. Khi kiếm của hắn vừa cách giữa chân mày của nữ tử váy đen mấy tấc, nữ tử váy đen đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong phút chốc, đóa hoa sen màu đen này đột nhiên nổ tung ra, rất nhiều cánh hoa màu đen lập tức nhấn chìm Dương Diệp. Tuy nhiên, trong nháy mắt, những cánh hoa màu đen lại đều biến mất. Dương Diệp không ra tay, bởi vì giờ phút này nữ tử váy đen này đã kéo dài khoảng cách với hắn, bây giờ hắn muốn một chiêu khống chế đối phương,
rõ ràng không có khả năng. Mà nếu như không thể một chiêu khống chế đối phương, đánh nhau sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Mà rõ ràng nữ tử váy đen này không muốn bỏ qua, lại muốn ra tay, vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên lấy ra kiếm gỗ, khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ này, nữ tử váy đen lập tức sửng sốt. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Vì sao kiếm này ở trong tay ngươi? Dương Diệp khẽ nói. Chờ lát nữa ngươi hỏi nàng thì sẽ biết. Thấy Dương Diệp không nói, nữ tử váy đen có chút không vui, nhưng không hề ra tay nữa. Rõ ràng là bởi vì kiếm gỗ này. Trong giây lát, hai người giằng co. Ở trong một dãy núi, lúc này, vẻ mặt đám người Doanh Khánh rất thâm trầm, bởi vì người Bí Tông nói Dương Diệp đã rời khỏi Bí Tông. Bọn họ dĩ nhiên là không tin lời Bí Tông nói. Bọn họ muốn đi vào lục soát, nhưng Bí Tông kiên quyết không cho. Trong giây lát, bầu không khí ở đó lại trở nên khẩn trương. Mạnh mẽ tiến vào trong lục soát, có nghĩa là có thể phải khai chiến cùng Bí Tông. Tuy nhiên bọn họ không biết Bí Tông có thực lực thật sự thế nào, nhưng năm đại thế gia bọn họ liên thủ tuyệt đối không khiếp sợ Bí Tông. Chỉ có điều Bí Tông cũng không khiếp sợ năm đại thế gia, ở đây lại là địa bàn của Bí Tông. Im lặng rất lâu, Doanh Khánh đột nhiên nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đen này. Nếu hắn đã rời khỏi Bí Tông, vậy bọn ta không quấy rầy nữa. Từ biệt. Trong giây lát, hai người giằng co. Lão già áo bào đen im lặng vài hơi thở. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Vân Thiền, kiếm kia thật sự ở trong tay Dương Diệp sao? Nữ tử tên là Vân Thiền khẽ gật đầu. Ở trong tay hắn, hơn nữa, kiếm kia mặc dù không có nhận hắn làm chủ, nhưng lại không muốn rời khỏi hắn. Lão già áo bào đen trầm giọng nói. Đi, đi gặp hắn một chút. Nói xong, hắn cùng mọi người xung quanh lập tức biến mất. Bên ngoài Bí Tông, Doanh Huynh. Dương Diệp nắm giữ quyển trục truyền tống của Bí Tông, bởi vậy, hắn cùng Bí Tông nhất định có quan hệ, hơn nữa bây giờ hắn chắc chắn ở Bí Tông. Bên cạnh Doanh Khánh, Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Doanh Khánh khẽ gật đầu. Ta biết, chỉ có điều, chẳng lẽ muốn chúng ta khai chiến cùng Bí Tông sao? Tuy chúng ta không khiếp sợ Bí Tông, nhưng nếu như khai chiến cùng bọn họ sẽ không có lợi ích gì. Hơn nữa, bây giờ mấy đại thế gia chúng ta đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Vậy chuyện của Dương Diệp, Lục Vân Thiên nói. Doanh Khánh im lặng rất lâu, sau đó nói. Phái người trấn giữ ở bên ngoài Bí Tông, hắn không có khả năng ở Bí Tông cả đời, chung quy sẽ phải đi ra. Còn nữa, tập hợp tất cả lực lượng của mấy đại thế gia chúng ta, toàn lực tìm kiếm Dương Liêm Xương cùng với dư nghiệt của Dương gia. Thật sự không quan tâm tới Dương Diệp nữa sao? Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Doanh Khánh nói. Ta sẽ bảo lão tổ Doanh gia ta đi tới Bí Tông, để hắn cùng cao tầng Bí Tông giao lưu một chút, xe, có thể khiến cho Bí Tông giao ra Dương Diệp không? Nếu như vẫn không thể, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cứ tạm thời như thế đã. Dứt lời, Doanh Khánh dường như già đi rất nhiều. Không chỉ Doanh Khánh, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều có chút không dễ nhìn. Bọn họ tạm thời không thể làm gì được Dương Diệp, mà một khi người này trưởng thành lên, có thể tưởng tượng được. Khi đó năm đại thế gia bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù thế nào. Không bao lâu nữa, Dương Diệp có thể sẽ biến thành ác mộng của bọn họ. Bí Tông. Lúc này, Dương Diệp còn đang cùng nữ tử váy đen giằng co. Tuy nhiên, hai người cũng không có ra tay. Cũng không lâu lắm, nữ tử váy trắng cùng lão già mặc áo bào màu đen này xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy trắng, sau đó lại liếc mắt nhìn nữ tử váy đen. Không thể không nói, hai nàng này tuyệt đối là song sinh, bởi vì thật sự rất giống nhau. Nếu như không phải quần áo khác nhau, hắn tuyệt đối không phân biệt được ai với ai. Là ngươi. Vân Thiền liếc nhìn nữ tử váy đen, nhíu mày. Nữ tử váy đen lạnh lùng liếc nhìn Vân Thiền, sau đó thân hình run lên, lập tức biến mất. Đây là, ánh mắt của lão già mặc áo bào màu đen này rơi vào trên người của Dương Diệp, nói chính xác là rơi vào kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Nhìn kiếm gỗ rất lâu, cuối cùng, lão già áo bào đen nhìn về phía Dương Diệp. Ta không quan tâm tới ân oán giữa ngươi cùng Doanh gia và các thế gia, Bí Tông ta có thể che chở cho ngươi, nhưng ngươi phải phối hợp với Bí Tông ta, nghe mệnh lệnh của Bí Tông ta. Nghe vậy, Dương Diệp ngây người, lập tức, hắn lắc đầu khẽ cười. Lão gia tử này, ngươi có khả năng hiểu nhầm rồi. Ta không cần Bí Tông ngươi che chở,
ta cũng không cần người khác bố thí. Ta tới Bí Tông là vì hoàn thành lời giao hẹn trước đây, mà không phải đi cầu xin Bí Tông ngươi che chở cho ta. Lão già áo bào đen nhìn thẳng Dương Diệp. Rất có khí phách, vậy ngươi đi đi, đúng rồi, người Doanh gia và các thế gia vẫn ở bên ngoài. Rõ ràng, đây là kết luận Dương Diệp không dám đi. Nhưng Dương Diệp không dám đi sao? Hoàn toàn không nói nhảm, Dương Diệp xoay người rời đi, một hơi thở sau, Dương Diệp đã đi tới lối ra của Bí Tông. Mà khi hắn muốn ra khỏi Bí Tông lúc, lão già mặc áo bào màu đen này cùng nữ tử váy trắng lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già áo bào đen nhìn thẳng Dương Diệp. Có chút cá tính, chỉ có điều Bí Tông ta là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Dương Diệp lắc đầu. Lão gia tử này, ngươi phải làm rõ trước, là Bí Tông ngươi bảo ta tới, chứ không phải bản thân ta muốn tới. Mà ta muốn đi, cũng là ngươi bảo ta đi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Thật ra, nói những điều này cũng vô nghĩa, bởi vì lão gia tử ngươi rõ ràng muốn bắt lỗi. Nếu như vậy, thứ lỗi cho ta nói thẳng, Doanh gia và các thế gia phái ra 40 vị chân cảnh đuổi giết ta, ta muốn hỏi, Bí Tông ngươi chuẩn bị phái bao nhiêu chân cảnh? Nói xong, Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già áo bào đen, trong mắt rất bình tĩnh, nhưng lại đầy mùi thuốc súng. Lão già áo bào đen nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi rất tự tin. Dương Diệp đi tới trước mặt lão nhân áo bào đen. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, lão gia tử, loại như ngươi, ta có thể đánh mấy người. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Vân Thiển nheo mắt, nam nhân này. Dương Diệp không phải là một người thích khoe mẽ, hắn chỉ biết một điều, làm người không thể quá thành thật, lúc nên kiêu ngạo thì phải kiêu ngạo. Bởi vì nếu như ngươi không kiêu ngạo, người khác còn tưởng rằng ngươi là trái hồng mềm, sau đó muốn bóp vài cái. Như vậy còn không tốt bằng đánh nhau, ngươi đánh không nổi người khác, nhưng chỉ cần ngươi dám đánh, dám liều mạng đánh cùng hắn, sau đó hắn sẽ không dám tùy ý tới bắt nạt ngươi. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ ngoan độc sợ không muốn sống, không muốn sống sợ điên. Cho nên, người sống trên đời, lúc cần thiết, được ngoan độc một điểm, được điên một điểm. Trước mặt Dương Diệp, lão già áo bào đen khẽ cười, sau đó nói. Thử xem. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong phút chốc đã cầm kiếm chém xuống một phát. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão già mặc áo bào màu đen này trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng, còn chưa dừng lại, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt, trong phút chốc. Ầm. Lại là một tiếng nổ lớn vang lên, lão già mặc áo bào màu đen này lại bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Cứ như vậy, trong thời gian không đến mười mấy hơi thở, lão già áo bào đen không ngừng lùi lại phía sau. Lão già áo bào đen hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cảnh tượng như vậy khiến Vân Thiển trợn mắt há hốc mồm. Lão già mặc áo bào màu đen này lại có thực lực chân cảnh ngũ đoạn đấy. Nhưng bây giờ hắn ở trước mặt Dương Diệp bị ép, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đây là thực lực của Dương Diệp sao? Kinh khủng như vậy sao? Thực lực của Dương Diệp bây giờ còn chưa thể đối mặt với chân cảnh lục đoạn, nhưng đối với chân cảnh ngũ đoạn thì vẫn đủ. Hơn nữa, trước đó hắn đột nhiên ra tay, đánh cho lão già áo bào đen trở tay không kịp, bởi vậy mới có cảnh tượng như bây giờ. Qua một khắc, Dương Diệp dùng một kiếm đẩy lui lão già mặc áo bào màu đen này, hắn ngừng lại, không ra tay. Hắn nhìn thẳng lão già mặc áo bào màu đen phía xa này. Lão gia tử, nhìn thấy không? Từ nãy đến bây giờ, ta chỉ dùng một tay thôi đấy. Nói xong, hắn còn cố ý giơ cao tay trái. Phía xa, vẻ mặt lão già áo bào đen đặc biệt khó coi. Bị một vị vãn bối đánh cho không có sức đánh trả. Không thể không nói, thực lực của Dương Diệp thật sự làm cho hắn chấn động. Vào giờ phút này, hắn đã hiểu rõ tại sao Doanh gia và các thế gia lại điều động nhiều cường giả như vậy đuổi theo giết Dương Diệp. Người này không phải là một nhân vật đơn giản. Im lặng trong chớp mắt, lão già áo bào đen nhìn về phía Dương Diệp. Ta đánh giá thấp ngươi. Dương Diệp khẽ cười. Không có việc gì, ta không ngại. Lão gia tử, ta chưa từng nghĩ tới sẽ đối địch cùng Bí Tông các ngươi. Nếu Bí Tông các ngươi không chào đón ta, Dương Diệp ta cũng không phải loại người mặt dày. Ta đi đây, nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên nói. Tiểu Hữu, trước đó lão phu nói chuyện đã đắc tội nhiều, mong rằng tiểu Hữu đừng để trong lòng. Đúng,
bí tông ta đặc biệt hoan nghênh tiểu hữu. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía lão giả áo bào đen, cười nói. Tiền bối nói gì vậy? Ta là loại người hẹp hòi sao? Không, người biết Dương Diệp ta đều hiểu Dương Diệp ta đặc biệt rộng lượng. Khóe miệng lão giả áo bào đen thoáng co giật, rộng lượng. Hắn thật sự không nhìn ra. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Vốn ta còn muốn chạy, nhưng nếu bí tông vui vẻ nghênh đón ta như thế, ta đi bây giờ chẳng phải quá không nể mặt bí tông sao? Cho nên, ta không thể đi, ta đành phải ở lại. Lão giả áo bào đen cùng Vân Thiển đã không nhịn được muốn đánh người. Cứ như vậy, Dương Diệp ở lại. Theo lão giả áo bào đen cùng Vân Thiển, Dương Diệp đi tới dưới chân ngọn núi trước kia. Thật ra, ở đây chưa tính là bí tông. Lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Chỉ là bên ngoài bí tông. Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi tới. Dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên bay lên đỉnh núi. Dương Diệp cùng Vân Thiển theo sát phía sau. Rất nhanh, ba người tới đỉnh núi, Dương Diệp có phần kinh ngạc. Ở trên đỉnh núi là từng cung điện lộng lẫy, hơn nữa số lượng còn không ít, chủ yếu nhất là mỗi tòa đều lớn vô cùng. Ở đây cũng chỉ là bên ngoài bí tông sao. Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo bào đen, hỏi. Lão giả áo bào đen khẽ gật đầu. Đây là địa phương đệ tử ngoại môn ở lại, đi thô, ta dẫn người đi gặp tông chủ bí tông ta. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động, biến mất ở phía xa. Dương Diệp cùng Vân Thiển lập tức đi theo. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của lão giả áo bào đen, ba người tới một chỗ đài truyền tống. Sau khi bước vào truyền tống trận, ba người xuất hiện ở trong một sơn cốc. Sơn cốc không phải quá lớn, núi vây xung quanh, ở sâu phía xa trong sơn cốc kia có một tòa cung điện cũng không lớn, nhưng có vẻ tang thương. Cùng lúc đó, Dương Diệp vẫn cảm nhận được rất nhiều khí tức không rõ ràng, những khí tức kia rất cường đại. Bí tông này không tầm thường. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong lòng có thêm chút đề phòng. Rất nhanh, ba người bước vào tòa đại điện này, trong đại điện không có một bóng người. Chờ một lát, tông chủ lập tức sẽ đi ra. Lão giả áo bào đen nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua xung quanh, đại điện không phải quá lớn, nhưng xung quanh lại có phủ văn kỳ dị. Trận pháp. Đại điện này có trận pháp. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Cường giả chân cảnh lục đoạn. Nam tử trung niên này cũng là chân cảnh lục đoạn giống Dương Hạc, nhưng khí tức của đối phương còn muốn cường đại hơn nhiều. Người tới chính là tông chủ bí tông Tô Mạc. Ánh mắt Tô Mạc rơi vào trên người của Dương Diệp, sau một hồi, hắn khẽ gật đầu. Không tệ, không tệ. Nghe thấy Tô Mạc nói vậy, vẻ mặt lão giả áo bào đen thoáng thay đổi. Đánh giá này đã là rất cao. Phải biết rằng, vị tông chủ trước mắt này đã từng là thiên chi kiêu tử, ánh mắt hắn đặc biệt cao, đừng nói bên ngoài, cho dù là một ít thiên tài siêu cấp trong bí tông này cũng khó có thể lọt vào mắt hắn. Đúng mà bây giờ, hắn lại nói Dương Diệp không tệ. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, nếu như ngay cả Dương Diệp cũng không lọt vào mắt của hắn, vậy mới là không bình thường. Lúc này, tay phải Tô Mạc đột nhiên vẫy một cái, thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp lập tức bay đến trước mặt của hắn. Nhìn kiếm gỗ trước mặt, trong mắt Tô Mạc lóe lên một tia phức tạp. Ngươi có biết lai lịch của thanh kiếm gỗ này không? Dương Diệp lắc đầu. Tô Mạc nói. Thật ra, ta cũng không biết lai lịch của nó. Ta chỉ biết nó từ trên trời rớt xuống. Trên trời rơi xuống. Dương Diệp không hiểu. Tô Mạc khẽ gật đầu. Rơi cùng một vật khác. Còn có một vật khác. Dương Diệp hỏi. Là gì? Tô Mạc im lặng một lát. Sau đó nói, một cái đầu, một cái đầu. Dương Diệp nhíu mày, có thể nói tỉ mỉ hơn không? Tô Mạc già khẽ gật đầu. Rất nhiều năm trước, có một vật từ trên bầu trời rơi xuống, chính là một cái đầu cùng thanh kiếm này vừa vặn cắm ở trên cái đầu. Ngay từ lúc đầu, tiền bối bí tông ta cho rằng cái đầu kia là vật chết, thật ra không phải, nó còn sống, sống. Dương Diệp nói, có ý gì? Tô Mạc già khẽ lắc đầu. Thanh kiếm này trấn áp cái đầu kia. Ngay từ lúc đầu, nó còn có thể trấn áp. Nhưng đến cuối cùng, cái đầu kia càng lúc càng mạnh, nó lại càng ngày càng yếu. Bởi vì trong lúc nó tranh đấu cùng cái đầu kia,
đã bị cái đầu kia phong ấn ngược lại. Bị phong ấn ngược lại à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nói cách khác, bản thể của nó cũng không làm gì được cái đầu kia. Tô Mạc Già nói. Ngươi phải hiểu được một điểm, nó chỉ là một thanh kiếm, có mạnh mẽ mấy, nếu khư không có người sử dụng, mạnh mẽ của nó cũng có giới hạn. Hơn nữa, cái đầu kia tuyệt đối không phải tầm thường, bởi vì trước đây thật sự có cường giả lục đoạn ở trước mặt nó gần như không có sức đánh trả, nhưng nó vẫn bị trấn áp. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Lúc đầu, Bí Tông ta không muốn để ý tới thanh kiếm này cùng cái đầu kia, nhưng cuối cùng không quan tâm cũng không được. Bởi vì thế giới lớn có người truyền lời xuống, bảo Bí Tông ta giúp kiếm này trấn áp cái đầu kia. Vì sao bản thân bọn họ không xuống? Dương Diệp hỏi. Không xuống được. Tô Mạc nói. Trong cổ tu giả cũng có mạnh có yếu, mà ban đầu, không biết vì nguyên nhân gì mà một nhóm cổ tu giả mạnh nhất kia đã bày ra kết giới rất mạnh ở trong ba vũ trụ của hệ Ngân Hà. Chúng ta không thể đi xuống tiểu thiên vũ trụ, bọn họ cũng không xuống được trung thiên vũ trụ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người không xuống được, ví dụ như cổ tu giả mạnh nhất lúc đó chắc là có thể xuống được. Dương Diệp khẽ gật đầu, lão già mặc áo đạo sĩ hẳn là một nhóm mạnh nhất, bởi vì hắn từng xuống, hơn nữa còn là phân thân. Về phần tiểu thất các nàng, có thể là bởi vì Hồng Mông Tháp. Lúc này, Tô Mạc lại nói. Phía trên bảo chúng ta phối hợp với kiếm này trấn áp cái đầu kia tất nhiên cũng có lợi, chính là cứ cách 5 năm, bọn họ đều sẽ dùng một loại phương thức đặc biệt đánh xuống một ít đại công pháp cùng huyền kỹ mạnh mẽ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đây cũng xem như là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Bí Tông ta mạnh mẽ như vậy. Nhưng, cuối cùng chúng ta lại phát hiện, cái đầu kia mạnh mẽ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa kiếm này lại bị phong ấn ngược lại. Một lần kia, nếu không phải tông chủ Bí Tông ta cùng gia chủ Vũ gia trước đây Vũ Mục có quan hệ tốt, mời hắn tới giúp đỡ, Bí Tông ta có khả năng đã biến mất trên cõi đời. Vũ Mục. Dương Diệp không ngờ được Vũ Mục tự nhiên đã tới Bí Tông, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên cũng đúng, thanh kiếm này ở Vũ gia, nhất định là có quan hệ với Vũ gia. Lúc này, Tô Mạc tiếp tục nói. Nhưng cho dù là Vũ Mục tài năng hơn người cũng không có cách nào giết chết cái đầu kia. Cuối cùng, Vũ Mục chỉ có thể liên kết với cường giả Bí Tông ta phong ấn hắn, đồng thời mang thanh kiếm này đi, hy vọng có thể giúp nó tìm được một vị kiếm tu cường đại, làm cho đối phương giải phong ấn cho nó. Dương Diệp trầm giọng nói. Lấy lực lượng của ta bây giờ vẫn không có cách nào giải phong ấn cho nó. Kiếm gỗ này cần phải hấp thu kiếm ý cường đại mới có thể giải phong ấn. Mà bây giờ kiếm ý của hắn còn chưa đủ. Tô Mạc khẽ gật đầu. Ta nhìn ra được. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, vậy còn nói làm gì? Lúc này, Tô Mạc lại nói. Tuy nhiên, nếu nó có thể lựa chọn theo ngươi, ngươi nhất định là có chỗ hơn người. Chỗ hơn người. Dương Diệp lắc đầu, nếu như không có Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch, kiếm này nhất định sẽ không theo hắn. Đúng rồi. Dương Diệp đột nhiên nói. Vì sao các ngươi không ném cái đầu kia đi? Cần gì phải để nó ở lại Bí Tông? Tô Mạc cười gượng. Ném đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa, Bí Tông ta trợ giúp kiếm này phong ấn hắn, hắn hận Bí Tông ta, người không có cách nào tưởng tượng được đâu. Một khi hắn thoát khỏi sự vây khốn, người thứ nhất hắn muốn diệt chính là Bí Tông ta. Cũng phải. Dương Diệp khẽ gật đầu, chuyện này vốn không liên quan đến Bí Tông, nhưng Bí Tông vì nhận được lợi ích giúp kiếm gỗ này phong ấn người ta. Đừng nói cái đầu kia, đổi lại thành bất kỳ kẻ nào chắc chắn trong lòng cũng sẽ có oán hận. Lúc này, Tô Mạc nói. Trải qua nhiều năm, phong ấn trước đây Vũ Mục lưu lại đã càng lúc càng buông lỏng, không bao lâu nữa, phong ấn này sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên ta bảo Vân Thiển nha đầu kia ra ngoài tìm kiếm gỗ này về. Lần này, chúng ta không có lựa chọn, kiếm gỗ cũng không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cược liều mạng cùng vật kia. Dương Diệp liếc nhìn Tô Mạc, thành thật mà nói. Bây giờ hắn muốn chạy ra ngoài. Chuyện giữa Bí Tông và cái đầu gì đó, hắn là không muốn tham dự. Thứ từ trên trời rơi xuống, không cần phải nói, tuyệt đối không phải là thứ đơn giản. Thật ra, năm đó có một người có thể giết chết cái đầu kia. Tô Mạc đột nhiên khẽ nói. Đáng tiếc, đối phương không ra tay. Ai? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nói. Một vị kiếm tu, một vị kiếm tu cường đại. Một vị kiếm tu. Dương Diệp sửng sốt một chút, rất nhanh,
hắn nghĩ đến một người. Dương Diệp nghĩ đến ai? Tiêu Giao Tử. Kiếm tu cường đại dĩ nhiên chính là Tiêu Giao Tử. Lúc này, Tô Mạc lại nói. Kiếm đạo của người này quả thật mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta giận sôi gan. Ta chưa từng thấy qua kiếm đạo nào mạnh như thế. Hắn gọi là Tiêu Giao Tử, đúng không? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nhìn về phía Dương Diệp, người biết hắn à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Giống ta, đến từ hệ Thiên Tuyền. Không trách được. Tô Mạc khẽ gật đầu. Trước đây hắn tới Bí Tông ta là để khiêu chiến tới tông chủ Bí Tông đời trước. Sau khi tông chủ tông ta thua hắn, thỉnh cầu hắn ra tay giúp đỡ phong ấn cái đầu kia. Hắn đi. Vì sao hắn không xê dê ra tay? Dương Diệp hỏi. Tô Mạc nói. Hắn có ra tay, khi hắn nhìn thấy cái đầu kia nói khoác không biết ngược, bảo cho hắn chém ba kiếm. Hắc chỉ chém một kiếm này liền trực tiếp chém cho cái đầu kia thành hư ảo. Dương Diệp. Chấm. Tô Mạc lại nói. Đáng tiếc, hắn không ra tay nữa, mà là xoay người rời đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Vẻ mặt Tô Mạc có chút không được tự nhiên, cuối cùng hắn lắc đầu, sau đó nói. Hắn nói hắn không bắt nạt một người không hoàn chỉnh. Dương Diệp. Chấm. Tô Mạc nói. Tông chủ đời trước của Bí Tông ta hết lần này đến lần khác thỉnh cầu, nhưng hắn cũng không để ý tới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu Hữu, đây là lai lịch của thanh kiếm gỗ. Đoạn ân oán này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng nó có liên quan đến kiếm gỗ này. Mà kiếm gỗ này bây giờ ở cùng ngươi, cho nên bất kể như thế nào ngươi cũng không chạy thoát được. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tô Mạc nói. Cái đầu kia hận nhất không phải là Bí Tông ta, mà là kiếm này. Một khi hắn thoát khỏi sự vây khốn, hắn muốn diệt đầu tiên có thể là thanh kiếm này bây giờ ở cùng ngươi, cho nên ngươi nói ngươi chạy trốn được không? Trừ khi ngươi buông tha kiếm này. Dương Diệp im lặng. Tô Mạc đi tới trước mặt Dương Diệp. Đây là nhân quả, ngươi thu được một vật, sẽ dính vào nhân quả của vật này. Giống như Bí Tông ta vì thu được bảo vật của thượng giới, bởi vậy Bí Tông ta cũng dính vào nhân quả của kiếm cùng vật này. Cho nên, bây giờ Bí Tông ta nên có một kiếp này. Dương Diệp nói. Ngươi nói rất đúng, có nguyên nhân lại có quả. Chỉ là vị tiền bối này, thực lực ngươi vượt xa ta, Bí Tông các ngươi có thực lực chỉnh thể càng vượt qua ta không biết bao nhiêu lần, ngay cả các ngươi cũng không có cách nào, ngươi nói ta có thể có biện pháp sao? Ta không phải đang trốn tránh. Mà là thật sự không có cách nào. Tô Mạc trầm giọng nói. Ta biết. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, Tô Mạc đột nhiên nhìn về phía hắn. Cho nên, ta quyết định tập hợp tất cả lực của bí giúp ngươi nâng cao thực lực, giúp ngươi giải phong kiếm này. Nghe vậy, Dương Diệp sửng sốt. Hợp lực tất cả bí tông giúp mình nâng cao thực lực. Còn giúp mình giải phong kiếm. Lúc này, Tô Mạc lại nói. Đừng dùng vẻ mặt này. Ta nói là sự thật. Dương Diệp liếc nhìn Tô Mạc. Sau đó điều kiện của các ngươi chính là bảo ta giúp phong ấn cái đầu người này sao? Tô Mạc khẽ gật đầu. Ngoài việc đó ra, còn có một điểm nữa, đó chính là gia nhập Bí Tông. Gia nhập Bí Tông? Dương Diệp lắc đầu. Xin lỗi, ta là người của Dương gia. Tô Mạc nói. Ta biết, điều này không sao cả, ngươi có thể nắm giữ hai loại thân phận. Bí Tông ta không can thiệp vào chuyện của ngươi, chỉ có điều, sau này nếu như Bí Tông ta có cần ngươi giúp đỡ, dưới tình huống trong khả năng ngươi làm được thì hãy giúp đỡ là được. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Được. Điều này đối với hắn là một chuyện thật tốt, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Mạc khẽ gật đầu, sau đó tay phải lật một cái, một bộ áo choàng dài màu xanh sẫm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp không hiểu. Tô Mạc nói. Trang phục trưởng lão Bí Tông ta, bắt đầu từ lúc này, ngươi chính là trưởng lão vinh dự của Bí Tông ta, không có bất kỳ người nào có thể ra lệnh cho ngươi. Trưởng lão vinh dự, vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lúc này, một bên lão già mặc áo bào màu đen này đột nhiên nói. Dĩ nhiên là để bớt chút phiền toái cho ngươi, có bộ trang phục này, đệ tử bên trong Bí Tông sẽ không tới tìm ngươi gây phiền toái. Đương nhiên. Chúng ta không phải sợ ngươi gặp chuyện không may, mà là sợ bọn họ gặp chuyện không may. Thực lực của Dương Diệp khủng khiếp thế nào? Tuy bên trong Bí Tông cũng có nhiều thiên tài, hơn nữa còn đặc biệt cao. Nhưng ở trước mặt Dương Diệp này còn không đủ,
Dương Diệp này không có khả năng là một người hiền lành. Cho nên, bọn họ nghĩ ra biện pháp này để đề phòng người khác tới tìm hắn gây phiền phức. Dương Diệp xoa xoa mũi, mình là loại người thích gây ra họa sao? Dưới tình hình chung, hắn chắc chắn sẽ không gây họa. Lúc này, Tô Mặc nhìn về phía lão giả áo bào đen, lão giả áo bào đen khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương công tử đi với ta tới một chỗ. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Lão giả áo bào đen nói. Võ các, tông chủ các đời của bí tông ta đều sẽ lưu lại tâm đắc cùng kinh nghiệm tu luyện của mình ở đó, bọn họ đã từng là thiên kiêu trên đại lục, ta tin tưởng kinh nghiệm cùng tâm đắc võ đạo của bọn họ sẽ có giúp đỡ cho Dương công tử. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Vân nha đầu, người cũng đi đi. Lúc này, Tô Mạc đột nhiên nhìn về phía Vân Thiền. Vân Thiền hơi ngẩn người, lập tức vội vàng nói. Cảm ơn tông chủ. Cứ như vậy, ở dưới sự dẫn đường của lão giả áo bào đen, ba người rời khỏi đại điện. Trong đại điện, sau khi ba người Dương Diệp rời đi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tô Mạc. Thật sự phải gửi gắm hy vọng vào trên người hắn sao? Người bóng đen trầm giọng nói. Nếu không thì sao? Tô Mạc hỏi ngược. Vì sao? Người bóng đen lại hỏi. Tô Mạc im lặng một lát, sau đó nói. Bởi vì thanh kiếm kia bằng lòng theo hắn, kiếm này cao ngạo như vậy, cho dù là tông chủ các đời của bí tông ta cũng không có một người nào có thể hàng phục nó, ngay cả Vũ Mục trước đây cũng không có cách nào hàng phục nó. Mà bây giờ, nó lại bằng lòng theo một người. Người cảm thấy người này sẽ là người bình thường sao? Cũng bởi vì như vậy thôi sao? Người bóng đen trầm giọng nói. Ca. Tô Mạc khẽ lắc đầu, sau đó hắn lấy ra một quyển trục. Phía trên là tài liệu của hắn, người xem thử. Nói xong, quyển trục này bay đến trước mặt người bóng đen. Qua rất lâu, người bóng đen trầm giọng nói. Là một nhân vật không tầm thường. Tô Mạc khẽ gật đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn có thêm một tia ưu sầu, nhưng chẳng bao lâu, ưu sầu này biến thành lạnh lùng. Chấm. Võ các. Ở dưới sự dẫn đường của lão giả áo bào đen, ba người Dương Diệp đi tới trước một tòa lâu các không lớn, chỉ có ba tầng, không chỉ không lớn, trái lại còn có vẻ hơi nhỏ. Đây là cấm địa của bí tông ta. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Người bình thường căn bản không có cách nào tiến vào, ta cũng không thể vào trong được, các ngươi tiến vào đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cùng Vân Thiền bước vào tầng thứ nhất của lâu các. Mới vừa vào tầng thứ nhất, một lão giả áo bào xa hoa lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy lão giả này, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Chân cảnh lục đoạn. Lão giả trước mắt này tự nhiên cũng là chân cảnh lục đoạn. Lão giả áo bào xa hoa liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Vân Thiền, sau đó nói. Không thể làm loạn. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Dương Diệp cùng Vân Thiền liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người đi lên phía trước. Chỉ trong giây lát, hai người ngừng lại, ở trước mặt bọn họ có ba cột đá, trên cột đá là một khối linh bài. Ánh mắt Vân Thiền rơi vào trên linh bài chính giữa. Ta lựa chọn cái này. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Vân Thiền nói, bởi vì vị tông chủ này là nữ. Dương Diệp nhìn xuống phía dưới cột đá này, quả nhiên ở đó có một cái tên, Linh Tú. Nàng là tông chủ đời thứ 14 của bí tông ta. Vân Thiền trầm giọng nói, đã từng tu luyện đến chân cảnh lục đoạn khi mới 40 tuổi. 40 tuổi đã là chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp nheo mắt, thiên phú này quá yêu nghiệt. Lúc này, Vân Thiền đi tới trước cột ánh sáng này. Sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, trong phút chốc, cột ánh sáng này sáng lên, ngay sau đó, một nữ tử mặc váy dài hình mây trắng xuất hiện ở trước cột ánh sáng. Nữ tử nhìn ước khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trên thân lại có vẻ uy nghiêm. Sau khi nữ tử này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện Vân Thiền có chút khẩn trương. Ánh mắt Linh Tú rơi vào trên thân Vân Thiền, liếc mắt nhìn Vân Thiền sau đó nhíu mày, khi Vân Thiền phát hiện cảnh tượng như vậy. Vẻ mặt nàng lập tức trắng bệch. Im lặng trong chớp mắt, Linh Tú lắc đầu. Thiên phú quá kém. Nói xong, nàng muốn quay trở về cột ánh sáng này. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Các hạ, người cảm thấy thiên phú của ta thế nào? Linh Tú nhìn về phía Dương Diệp, nhìn Dương Diệp trong chớp mắt, sau đó nàng nói. Bình thường. Đúng lúc này,
một thanh kiếm đột nhiên để ở giữa chân mày của Linh Tú. Lớn mật! Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, lão già áo bảo xa hoa trước đó xuất hiện, lúc này, lão già áo bảo xa hoa đang căm tức nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới lão già áo bảo xa hoa, hắn nhìn thẳng vào Linh Tú. Một kiếm này của ta thế nào? Linh Tú nhìn thẳng Dương Diệp vài hơi thở, sau đó nói. Rất yếu. Dương Diệp. Chấm. Mà lúc này, Linh Tú lại nói. Nhưng nếu ta cùng giai với ngươi, ta không đỡ nổi. Nghe thấy Linh Tú nói vậy, lão già áo bào xa hoa này lập tức nhìn về phía Linh Tú, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Trong lòng hắn dĩ nhiên kinh ngạc, phải biết rằng vị trước mắt này từng là tông chủ bí tông, đã từng là thiên kiêu tuyệt thế đấy. Mà bây giờ nàng nói nếu nàng cùng cấp với Dương Diệp lại không bằng Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp thu kiếm, sau đó thi lễ với Linh Tú. Thất lễ, ta không có ác ý với tiền bối, chỉ là muốn nói thiên phú không thể quyết định tương lai của một người, chúng ta cũng không thể lấy thiên phú để so sánh cùng đánh giá một người. Linh Tú nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi là đệ tử của bí tông ta. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Linh Tú nhíu mày, trong mắt có vẻ không hiểu. Lúc này, lão già áo bào xa hoa này nói. Hồi bẩm Linh Tông chủ, người này không phải là đệ tử của bí tông ta, hắn là trưởng lão vinh dự của bí tông ta. Bởi vì thanh kiếm gỗ đi theo hắn. Linh Tú nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm ý của ngươi đã đạt được chân cảnh, ngươi lại lựa chọn quên, ta nghĩ, ngươi đã từng được cao nhân chỉ điểm. Mà bây giờ, ngươi muốn cho kiếm ý của mình vượt qua chân cảnh, đạt được tầng cao hơn sao? Đúng rồi, còn có sát ý. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức nheo lại. Kiếm ý cùng sát ý vượt qua chân cảnh. Khi hắn lĩnh ngộ chân cảnh, kiếm ý của hắn thật ra đã đạt được chân cảnh. Không chỉ kiếm ý, sát ý hắn cũng có thể lập tức đạt được chân cảnh. Nhưng hắn chưa từng sử dụng sát ý cùng kiếm ý. Không chỉ chưa từng dùng qua, trái lại còn cố ý quên đi. Bởi vì hắn muốn không phải là kiếm ý cùng sát ý chân cảnh. Mà theo đuổi là bản chất của kiếm. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nói. Tiền bối, ta muốn theo đuổi bản chất của kiếm. Cổ hủ. Linh Tú lạnh lùng nói, ngu không ai bằng. Tại sao ngươi lại có kiếm ý? Bởi vì kiếm, có kiếm thì ngươi mới có kiếm ý. Cho nên kiếm ý cùng kiếm của ngươi vốn là một thể, tại sao phải phân ra khác nhau? Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Đúng vậy. Kiếm ý là do kiếm sinh ra. Nó cùng kiếm vốn làm một thể, căn bản không thể xem như là vật bên ngoài. Nghĩ đến đây, Dương Diệp lập tức thầm mắng mình ngu xuẩn. Phải biết rằng, bây giờ kiếm đạo của hắn đã rất mạnh, nếu như kiếm ý được nâng cao thêm một tầng, đến lúc đó kiếm ý gia tăng, vậy kiếm của hắn không phải chỉ có thể uy hiếp chân cảnh ngũ đoạn, mà ngay cả chân cảnh lục đoạn cũng có thể uy hiếp. Nghĩ đến đây, Dương Diệp có chút không thể bình tĩnh. Động lòng sao? Lúc này... Này Linh Tú đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú, sau đó nói. Tiền bối, mọi người đều là người thẳng tính, nói đi, có yêu cầu gì? Linh Tú khẽ gật đầu. Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chính là hy vọng sau này ngươi có thể bảo vệ bí tông. Dương Diệp liếc nhìn Linh Tú. Tiền bối có tình cảm sâu nặng với bí tông như vậy sao? Ở trong những cường giả chân cảnh lục đoạn hắn biết, phần lớn đều chỉ để ý tới sống chết. Còn lại đều không để ý. Linh Tú khẽ gật đầu. Ở đây không chỉ có là một tông môn, còn là một nhà. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua những cột đá còn lại ở đó. Ngươi biết bọn họ chết thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Linh Tú nói. Đến trình độ như bọn họ thật ra rất khó chết, cho dù là một vài người tu hành, cũng khó có thể giết chết bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn ngã xuống, bởi vì bọn họ không phải bị người giết. Mà là tự sát. Tự sát? Dương Diệp nhíu mày, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Linh Tú khẽ gật đầu. Mỗi khi phong ấn buông lỏng, bí tông ta đều sẽ có cường giả lấy lực lượng suốt đời của mình để gia cố phong ấn. Nghe vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh ngạc, những cường giả kia lấy lực lượng suốt đời của mình để gia cố phong ấn. Làm vậy quá vô tư rồi. Rất bất ngờ sao? Linh Tú nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đặc biệt bất ngờ. Linh Tú khẽ nói. Một khi phong ấn hoàn toàn bị loại bỏ, bí tông ta nhất định sẽ bị đối phương giết tới chó gà không tha. Dương Diệp trầm giọng nói.
ta cũng không dám bảo đảm có thể đối phó được đối phương. Linh Tú khẽ gật đầu. Nhưng ngươi có hy vọng. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Linh Tú nhìn thẳng Dương Diệp. Bởi vì thanh kiếm kia theo ngươi. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ, rất nhanh, hắn lắc đầu, thật ra hắn rất muốn nói, đối phương không phải theo hắn, mà là theo Tiểu Bạch, bảo Tiểu Bạch đi phong ấn. Lúc này, Linh Tú đột nhiên nói. Biết cảnh giới kiếm ý trên chân cảnh không? Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn về phía Linh Tú. Mong được chỉ giáo. Linh Tú khẽ nói. Sau trí là chân, sau chân là minh. Minh. Dương Diệp không hiểu. Linh Tú khẽ gật đầu. Tâm sáng như gương, nhìn thấu vạn vật, chân chính là hiểu bản chất của vạn vật, mình không chỉ hiểu rõ bản chất của vạn vật, còn nhìn thấu vạn vật, hiểu rõ cùng nhìn thấu rất tương tự, nhưng cũng có điểm khác nhau. Như vậy cũng giống như so sánh giữa nước cùng băng, tương tự nhưng cũng có khác nhau. Dương Diệp trầm giọng nói. Phải làm như thế nào để đạt đến minh? Linh Tú khẽ lắc đầu. Không có đường tắt, chỉ có quan sát cùng lĩnh ngộ. Quan sát cùng lĩnh ngộ. Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú. Lĩnh ngộ thì ta biết, nhưng quan sát là sao? Linh Tú nói. Khi ta từng đạt được minh cảnh có lưu lại bức vẽ, người có thể quan sát. Tiền bối từng đạt được minh cảnh. Dương Diệp kinh ngạc nói. Linh Tú lắc đầu. Cảnh giới thì không, chỉ là ý cảnh của ta đạt tới minh. Cho nên ta có lẽ có thể trợ giúp được ngươi, làm cho kiếm ý cùng với sát ý của ngươi đạt được minh cảnh. Đương nhiên ta không dám cam đoan, tất cả những điều này đều phải xem tạo hóa của cá nhân ngươi. Chương 3451, Thông Thần Kiếm Đạo, chưa từng có ai. 2. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Cảm ơn. Lúc này, Linh Tú nhìn về phía Vân Thiển. Nha đầu ngươi cũng đi cùng. Trên gương mặt Vân Thiển đầy vẻ kinh ngạc, lúc này, Linh Tú lại. Nói. Hắn nói rất đúng. Ta không nên lấy thiên phú cùng với tiềm lực để so sánh một người. Nếu ngươi đã đi tới chỗ này cũng đã lựa chọn, vậy chúng ta chính là có duyên. Cho nên ngươi có thể có được gì, lại xem vận số của chính ngươi. Vân Thiền vội vàng cung kính thi lễ. Đa tạ Linh Tông Chủ, nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Cảm ơn. Nàng biết, nếu như không phải vừa rồi Dương Diệp nói vậy, Linh Tú nhất định sẽ không nhận nàng. Dương Diệp mỉm cười không nói gì, đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, Linh Tú đột nhiên vung tay ngọc lên, trong phút chốc, cảnh tượng trước mặt hai người biến đổi, rất nhanh, hai người xu cất hiện ở một gian mật thất tối tăm, mà ở trong mật thất tối tăm này có một nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nữ tử này chính là Linh Tú. Lĩnh ngộ. Lúc này, Linh Tú đang lĩnh ngộ ca. Dương Diệp cùng Vân Thiển liếc nhìn mắt, đúng lúc này. Vẻ mặt hai người đồng thời chợt biến đổi, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ tự nhiên thành lập được liên hệ nào đó cùng Linh Tú. Rất nhanh, hai người bọn họ phát hiện hai người lại có thể cảm nhận được tất cả những gì lúc này Linh Tú cảm nhận được. Một loại thuật thần thông truyền thừa. Đúng lúc này, giọng nói Linh Tú đột nhiên vang lên ở trong đầu hai người. Có thể thành lập được cầu tinh thần giữa người và người, khiến cho giữa bọn họ cảm nhận được tất cả mọi thứ của nhau trong thời gian ngắn. Chỉ có một canh giờ. Có thể được cái gì hay không phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Dứt lời, giọng nói kia lại biến mất. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó để cho tâm thần mình chìm tới đáy, dung nhập tiến vào trong. Chỉ trong giây lát, hắn lại cảm giác mình cùng Linh Tú ngồi xếp này bằng hòa làm một thể. Có thể nói, giờ phút này, chỉ cần ý nghĩ của hắn thoáng động đã có thể biết tất cả, về Linh Tú bao gồm tất cả bí mật của nàng. Nhưng hắn tuyệt đối không làm như vậy. Làm người, nếu không hiểu đúng mực, vậy không có ý nghĩa gì nữa. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, chuyên tâm bắt đầu cảm nhận cảm giác của Linh Tú lúc này. Trong tầng thứ nhất của lâu các ban đầu, ở trước mặt Linh Tú cùng lão già áo bào xa hoa có một màn ánh sáng, trong màn ánh sáng này chính là Dương Diệp cùng Vân Thiền, còn có Linh Tú trước kia. Linh Tông Chủ, hắn có thể cứu bí tông ta sao? Lão già áo bào xa hoa đột nhiên hỏi. Linh Tú lắc đầu. Không thể. Vậy ngươi? Lão già áo bào xa hoa kinh ngạc nói. Linh Tú nhìn Dương Diệp trong màn ánh sáng, khẽ nói. Cái đầu kia từ thượng giới rơi xuống, lúc rơi xuống, nó đã bị thương rất nặng, nhưng các đại cường giả của bí tông ta, bao gồm Vũ Mục trước kia vẫn không có cách nào giết chết hắn.
có thể tưởng tượng được người kia nhất định là một trong nhóm cổ tu giả mạnh nhất, sớm nhất. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Dương Diệp này chỉ là chân cảnh, hắn làm thế nào có khả năng đối phó được cái đầu kia? Vậy vì sao Tô Mạc Tông Chủ cùng Linh Tông Chủ đều muốn giúp đỡ hắn? Lão giả áo bào xa hoa hỏi. Linh Tú nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ nói. Ai nói chúng ta đang giúp hắn? Nghe vậy, lão giả áo bào xa hoa này im lặng. Qua rất lâu, lão giả áo bào xa hoa cười gượng. Thật ra, trước đây có một người có thể chém giết cái đầu kia, đáng tiếc. Tiêu Dao Tử sao? Linh Tú khẽ nói. Lão giả áo bào xa hoa khẽ gật đầu. Linh Tông Chủ đối đãi với người này thế nào? Linh Tú im lặng rất lâu, sau đó nói. Thông thần kiếm đạo, chưa từng có ai. Chấm. Trong mật thất, Dương Diệp cùng Vân Thiển vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này hai người đều đang cảm ngộ. Thật ra, nói chính xác là bây giờ bọn họ đang cảm giác lĩnh ngộ ý cảnh và kinh nghiệm của Linh Tú trước đây. Bây giờ Linh Tú đang thông qua bí thuật thần thông này truyền thụ kinh nghiệm của nàng năm đó cho hắn cùng Vân Thiển. Điều này tất nhiên có lợi cho Dương Diệp cùng Vân Thiển, bởi vì như vậy khiến cho bọn họ có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Sở dĩ đệ tử tông môn cùng con cháu thế gia trưởng thành nhanh hơn tán tu rất nhiều, cũng bởi vì bọn họ đi ít đường vòng hơn tán tu, bởi vì bọn họ ở trên con đường tu hành, có người chỉ đạo, dẫn đường cho bọn họ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lúc này, Dương Diệp cùng Vân Thiển đã trở lại trong lâu các. Tuy nhiên, hai người đều vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, không mở mắt. Linh Tú liếc nhìn hai người, sau đó nói. Không nên quấy rầy bọn họ. Nói xong, thân hình run lên, tiến vào trong cột ánh sáng phía sau lưng. Qua sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Trong Hồng Mông Tháp, tu luyện. Hắn tất nhiên phải tu luyện ở trong Hồng Mông Tháp, phải biết rằng 10 ngày bên trong Hồng Mông Tháp chẳng qua chỉ là một ngày bên ngoài. Đương nhiên hắn cũng không buông tha chuyện đề phòng, Cùng Kỳ lập tức đợi lệnh, nếu có chút động tĩnh khác thường, Cùng Kỳ sẽ ra tay. Lấy thực lực của Cùng Kỳ bây giờ, cho dù chân cảnh lục đoạn hắn cũng có thể ngăn cản một lúc. Lão già áo bào xa hoa này tuy kinh ngạc khi thấy Dương Diệp biến mất, nhưng không có làm gì. Mỗi người đều có bí mật của mình. Dương Diệp tất nhiên cũng có. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Rất nhanh, bên ngoài đã qua một tháng. Lúc này, Vân Thiển đã mở mắt, trong mắt nàng có một tia mừng rỡ. Tuy cảnh giới nàng cũng không tăng, nhưng tâm cảnh của nàng lại đã nhận được nâng cao rất lớn. Lần này tâm cảnh nâng cao, còn hơn mấy năm khổ luyện trước kia. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Mà giờ phút này, Dương Diệp cũng mở mắt. Khi thấy Dương Diệp, Vân Thiển lập tức sửng sốt. Ngươi, tại sao ngươi như vậy? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Cảm ơn. Lúc này, Linh Tú nhìn về phía Vân Thiển. Nhà đầu ngươi cũng đi cùng. Trên gương mặt Vân Thiển đầy vẻ kinh ngạc, lúc này, Linh Tú lại. Nói. Hắn nói rất đúng, ta không nên lấy thiên phú cùng với tiềm lực để so sánh một người. Nếu ngươi đã đi tới chỗ này cũng đã lựa chọn. Vậy chúng ta chính là có duyên. Cho nên ngươi có thể có được gì, lại xem vận số của chính ngươi. Vân Thiển vội vàng cung kính thi lễ. Đa tạ Linh Tông Chủ, nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Cảm ơn. Nàng biết, nếu như không phải vừa rồi Dương Diệp nói vậy, Linh Tú nhất định sẽ không nhận nàng. Dương Diệp mỉm cười không nói gì, đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, Linh Tú đột nhiên vung tay ngọc lên. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mặt hai người biến đổi, rất nhanh, hai người xu cất hiện ở một gian mật thất tối tăm, mà ở trong mật thất tối tăm này có một nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nữ tử này chính là Linh Tú. Lĩnh ngộ. Lúc này, Linh Tú đang lĩnh ngộ ca. Dương Diệp cùng Vân Thiển liếc nhìn mắt, đúng lúc này, vẻ mặt hai người đồng thời chợt biến đổi, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ tự nhiên thành lập được liên hệ nào đó cùng Linh Tú, rất nhanh. Hai người bọn họ phát hiện hai người lại có thể cảm nhận được tất cả những gì lúc này Linh Tú cảm nhận được. Một loại thuật thần thông truyền thừa. Đúng lúc này, giọng nói Linh Tú đột nhiên vang lên ở trong đầu hai người. Có thể thành lập được cầu tinh thần giữa người và người, khiến cho giữa bọn họ cảm nhận được tất cả mọi thứ của nhau trong thời gian ngắn. Chỉ có một canh giờ, có thể được cái gì hay không phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Dứt lời, giọng nói kia lại biến mất.
Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó để cho tâm thần mình chìm tới đáy, dung nhập tiến vào trong. Chỉ trong giây lát, hắn lại cảm giác mình cùng Linh Tú ngồi xếp này bằng hòa làm một thể. Có thể nói, giờ phút này, chỉ cần ý nghĩ của hắn thoáng động đã có thể biết tất cả, về Linh Tú bao gồm tất cả bí mật của nàng. Nhưng hắn tuyệt đối không làm như vậy. Làm người, nếu không hiểu đúng mực, vậy không có ý nghĩa gì nữa. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, chuyên tâm bắt đầu cảm nhận cảm giác của Linh Tú lúc này. Trong tầng thứ nhất của lâu các ban đầu, ở trước mặt Linh Tú cùng lão già áo bào xa hoa có một màn ánh sáng, trong màn ánh sáng này chính là Dương Diệp cùng Vân Thiền, còn có Linh Tú trước kia. Linh Tông Chủ, hắn có thể cứu bí tông ta sao? Lão già áo bào xa hoa đột nhiên hỏi. Linh Tú lắc đầu. Không thể. Vậy ngươi? Lão già áo bào xa hoa kinh ngạc nói. Linh Tú nhìn Dương Diệp trong màn ánh sáng, khẽ nói. Cái đầu kia từ thượng giới rơi xuống, lúc rơi xuống, nó đã bị thương rất nặng, nhưng các đại cường giả của bí tông ta, bao gồm Vũ Mục trước kia vẫn không có cách nào giết chết hắn. Có thể tưởng tượng được người kia nhất định là một trong nhóm cổ tu giả mạnh nhất, sớm nhất. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Dương Diệp này chỉ là chân cảnh, hắn làm thế nào có khả năng đối phó được cái đầu kia? Vậy vì sao Tô Mạc Tông Chủ cùng Linh Tông Chủ đều muốn giúp đỡ hắn? Lão già áo bào xa hoa hỏi. Linh Tú nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ nói. Ai nói chúng ta đang giúp hắn? Nghe vậy, lão già áo bào xa hoa này im lặng. Qua rất lâu, lão già áo bào xa hoa cười gượng. Thật ra, trước đây có một người có thể chém giết cái đầu kia, đáng tiếc. Tiêu Dao Tử sao? Linh Tú khẽ nói. Lão già áo bào xa hoa khẽ gật đầu. Linh Tông Chủ đối đãi với người này thế nào? Linh Tú im lặng rất lâu, sau đó nói. Thông thần kiếm đạo, chưa từng có ai. Chấm. Trong mật thất, Dương Diệp cùng Vân Thiển vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này hai người đều đang cảm ngộ. Thật ra, nói chính xác là bây giờ bọn họ đang cảm giác lĩnh ngộ ý cảnh và kinh nghiệm của Linh Tú trước đây, bây giờ Linh Tú đang thông qua bí thuật thần thông này truyền thụ kinh nghiệm của nàng năm đó cho hắn cùng Vân Thiển. Điều này tất nhiên có lợi cho Dương Diệp cùng Vân Thiển, bởi vì như vậy khiến cho bọn họ có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Sở dĩ đệ tử tông môn cùng con cháu thế gia trưởng thành nhanh hơn tán tu rất nhiều, cũng bởi vì bọn họ đi ít đường vòng hơn tán tu, bởi vì bọn họ ở trên con đường tu hành, có người chỉ đạo, dẫn đường cho bọn họ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lúc này, Dương Diệp cùng Vân Thiển đã trở lại trong lâu các. Tuy nhiên, hai người đều vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, không mở mắt. Linh Tú liếc nhìn hai người. Sau đó nói, không nên quấy rầy bọn họ. Nói xong, thân hình run lên, tiến vào trong cột ánh sáng phía sau lưng. Qua sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Trong Hồng Mông Tháp, tu luyện, hắn tất nhiên phải tu luyện ở trong Hồng Mông Tháp, phải biết rằng 10 ngày bên trong Hồng Mông Tháp chẳng qua chỉ là một ngày bên ngoài. Đương nhiên hắn cũng không buông tha chuyện đề phòng. Cùng Kỳ lập tức đợi lệnh, nếu có chút động tĩnh khác thường, Cùng Kỳ sẽ ra tay. Lấy thực lực của Cùng Kỳ bây giờ, cho dù chân cảnh lục đoạn hắn cũng có thể ngăn cản một lúc. Lão già áo bào xa hoa này tuy kinh ngạc khi thấy Dương Diệp biến mất, nhưng không có làm gì. Mỗi người đều có bí mật của mình, Dương Diệp tất nhiên cũng có. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Rất nhanh, bên ngoài đã qua một tháng. Lúc này, Vân Thiển đã mở mắt, trong mắt nàng có một tia mừng rỡ. Tuy cảnh giới nàng cũng không tăng. Nhưng tâm cảnh của nàng lại đã nhận được nâng cao rất lớn. Lần này tâm cảnh nâng cao, còn hơn mấy năm khổ luyện trước kia. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Mà giờ phút này, Dương Diệp cũng mở mắt. Khi thấy Dương Diệp, Vân Thiển lập tức sửng sốt. Ngươi, tại sao ngươi như vậy? Lúc này, dáng vẻ của Dương Diệp đã khác trước rất nhiều. Bởi vì giờ phút này tóc của Dương Diệp tự nhiên bạc trắng, giống như dính hoa tuyết. Không chỉ tóc, cả mặt hắn cũng trở nên già dặn hơn. Nếu như nói trước đó Dương Diệp giống như hơn 20 tuổi, vậy hắn bây giờ chính là 40 tuổi. Thành thục. Giờ phút này Dương Diệp thoạt nhìn thành thục hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, Linh Tú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Vân Thiển. Ánh mắt Linh Tú rơi vào trên người của Dương Diệp. Có cảm ngộ gì? Dương Diệp cúi đầu nhìn tay của mình,
hắn nhẹ nhàng duỗi tay ra, trong phút chốc, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, ầm. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Thiển, tất cả không gian bên trong lầu tự nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Những không gian này giống như sôi trào, kích động dữ dội. Nhưng nàng lại không cảm giác được bất kỳ dao động lực lượng nào. Lúc này, Linh Tú khẽ nói. Kiếm ý xem minh cảnh, không ở trong ngũ hành, không ở bên trong thiên địa, vô hình không dấu vết, nhưng dung nhập vạn vật. Chúc mừng! Nghe thấy Linh Tú nói vậy, Vân Thiển lập tức kinh sợ há hốc miệng. Kiếm ý minh cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp tự nhiên đạt tới kiếm ý minh cảnh. Thật ra, cũng không phải là thời gian ngắn ngủi. Bên ngoài 30 ngày, ở bên trong Hồng Mông Tháp chính là 300 ngày. 300 ngày tương đương với thời gian một năm, gạch chéo ngược. Ở trong thời gian một năm này, hắn ngoại trừ tìm hiểu bên ngoài, còn có thăm dò từng điểm một, cân nhắc từng điểm một, khô khan cùng chua xót trong đó, chỉ có chính hắn mới hiểu. Ở trong Hồng Mông Tháp có một khoảng thời gian, đầu óc hắn trống rỗng. Khoảng thời gian đó là thời gian thống khổ nhất, bởi vì khoảng thời gian đó, hắn mê man. Thậm chí cuối cùng muốn buông tha, đầu có cảm giác nặng giống như rót trì, thật sự quá đau khổ. Cũng may hắn tuyệt đối không buông tha. Minh cảnh, trải qua một ý niệm khổ sở lĩnh ngộ, hắn cuối cùng đã tăng kiếm ý của mình lên tới minh cảnh. Không chỉ kiếm ý, ngay cả sát ý cũng đạt tới minh cảnh. Kiếm ý cùng sát ý minh cảnh cùng kiếm ý cùng sát ý chân cảnh có sự khác biệt lớn nhất, chính là minh cảnh không ở trong ngũ hành, không ở bên trong thiên địa, vô hình không dấu vết, nhưng chứa vạn vật. Minh cảnh cũng là sự thật, bản chất của kiếm ý, bản chất của vạn vật, minh cảnh lại ở trên cơ sở chân cảnh được nâng cao. Như vậy cũng giống như sương mù, làm cho sương mù biến thành nước, sau đó lại để cho nước biến thành băng. Cho nên, minh cảnh cũng không phải phá vỡ chân cảnh, mà là ở trên cơ sở chân cảnh được nâng cao. Có thể nói, bây giờ hắn đã hoàn toàn không khiếp sợ cường giả chân cảnh lục đoạn. Đương nhiên, muốn một mình giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn vẫn không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, hắn lại không còn bị cường giả chân cảnh lục đoạn nghiền ép giống như trước đây. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú trước mặt. Cảm ơn. Nếu như không phải có nữ nhân này chỉ đường cho hắn kinh nghiệm, hắn muốn đạt được minh cảnh, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Không quan tâm nữ nhân này có mục đích là gì, nhưng đối phương giúp đỡ hắn là thật. Đây là tạo hóa của bản thân ngươi. Linh Tú nói, theo hai loại ý cảnh của ngươi nâng cao, thực lực của ngươi chắc chắn cũng sẽ tăng trên diện rộng, nhưng ghi nhớ kỹ, không được coi thường bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là một ít cường giả chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, ta sẽ không coi thường bất kỳ kẻ nào. Khinh địch là chí mạng nhất, rất nhiều người chết ở trong tay hắn, không phải thực lực đối phương không bằng hắn, mà là đối phương khinh địch. Vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ của mình. Đúng lúc này, Linh Tú đột nhiên nói. Ta có thể xem kiếm gỗ của ngươi không? Dương Diệp liếc mắt nhìn Linh Tú, sau đó khẽ gật đầu, cổ tay hắn thoáng động. Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Linh chủ. Lúc này, ánh mắt của Linh Tú đột nhiên rơi vào trên thân Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn qua Linh Tú, sau đó nhếch miệng cười. Linh Tú mỉm cười, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Thật là một gia hỏa may mắn. Chỉ là ta không nghĩ ra, tên tiểu tử này chắc hẳn thích người trí thiện trí thuần, ngươi. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi hoàn toàn không thiện, hoàn toàn không tinh khiết. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, người này nói chuyện kiểu gì vậy? Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên buông kiếm gỗ ra, sau đó hai móng nhỏ ôm cổ của hắn, tiếp theo nàng dùng trán mình nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm của Dương Diệp. Bộ dạng ta lại thích bộ dạng của ngươi. Trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, hắn nhẹ nhàng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, khẽ nói. Ta cũng thích ngươi. Lúc này, Linh Tú đột nhiên vẫy tay phải một cái, kiếm gỗ này lập tức bay đến trước mặt nàng. Im lặng trong chớp mắt, nàng nhìn về phía Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, kiếm này rốt cuộc là theo ngươi, hay là theo tiểu tử này? Nghe vậy, biểu tình Dương Diệp cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu lại khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía Linh Tú. Vì sao tiền bối nói như vậy? Linh Tú nói, kiếm này thích nhân trí thiện, hoặc người và yêu linh trí thuần, tiểu tử này của ngươi vừa vặn phù hợp. Nhưng ngươi lại không phù hợp. Hơn nữa, kiếm này chắc hẳn rất bài xích ngươi mới phải. Dương Diệp không nói gì, tay trái hắn vẫy một cái,
kiếm gỗ này lập tức bay đến trong tay hắn, tay trái hắn nhẹ nhàng vung lên, một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Dương Diệp nhìn về phía Linh Tú. Tiền bối, người cảm thấy nó bài xích ta sao? Thật ra, kiếm gỗ này quả thật bài xích hắn. Tuy nhiên, trải qua chuyện lúc trước, tính tình của kiếm gỗ này thu liễm không ít, ít nhất bây giờ sẽ không tùy hứng giống như trước đây. Trong này, không thể không kể tới công lao của Hồng Mông Tháp. Linh Tú nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Điều này không quan trọng, quan trọng là thực lực của ngươi bây giờ đã tăng lên. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa với ta trước đây. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đương nhiên. Thật ra, giống như Tô Mạc nói, sau khi hắn có kiếm gỗ, hắn đã dính vào phần nhân quả này. Linh Tú khẽ gật đầu. Ở đây còn có tâm đắc tu luyện tông chủ khác của bí tông ta, cùng với một ít bí pháp mạnh mẽ của bọn họ, ngươi có hứng thú không? Có, đương nhiên là có rồi. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, nói đùa, chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có thể không có hứng thú chứ? Linh Tú nói, nhiều không bằng tinh, người tự nghĩ ra kiếm kỹ đã rất mạnh, cũng đặc biệt thích hợp với ngươi, ở rất nhiều tông chủ đây có một ít huyền kỹ tuy không thể yếu hơn của ngươi, nhưng phần lớn đều chỉ thích hợp với bọn họ mà không thích hợp với ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Đi tới tầng thứ ba, nơi đó có thứ thích hợp với ngươi. Nói xong, nàng xoay người lại muốn đi vào trong cột ánh sáng này. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Mạo muội hỏi một chút, tiền bối còn sống hay là? Linh Tú xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Chết rất lâu rồi, đây là một luồng tinh phách ta lưu lại, mục đích là có thể lưu lại truyền thừa của ta cho đời kế tiếp của bí tông ta. Có lẽ đây là một lần cuối cùng ta đi ra, đương nhiên, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ta đi ra. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Linh Tú im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Nếu như ta xuất hiện ở đây, có nghĩa là, nói đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu, sau đó thân hình run lên, biến mất ở đó. Ở đó, Dương Diệp liếc nhìn cột ánh sáng này, từ giọng điệu của Linh Tú lại thấy được, bí tông này có thể sắp lát sinh chuyện gì lớn. Ngươi làm sao tăng lên tới minh cảnh vậy? Lúc này, Vân Thiển đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Vân Thiển. Vân cô nương, không phải thiên phú của ta tốt, mà là ta tốt nhiều thời gian hơn cô nương. Trở lại cố gắng lĩnh ngộ, cô nương cũng có thể làm được. Nói xong, hắn đi đến tầng thứ ba. Thiên phú của hắn tốt hơn Vân Thiển sao? Không. Thiên phú của hắn hoàn toàn không tính là tốt, bởi vì hắn tốn nhiều gấp 10 lần thời gian so với Vân Thiển. Tuy nhiên thiên phú của hắn không tính là tốt nhất, nhưng nghị lực của hắn tuyệt đối phải mạnh hơn Vân Thiển, phải nói là nghị lực của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Kiên trì, cố gắng, không buông tha. Đây là bí quyết thành công của hắn. Ở đó, Vân Thiển hơi cúi đầu im lặng rất lâu, nàng xoay người rời khỏi đại điện. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của lão giả áo bào xa hoa, Dương Diệp đi tới tầng thứ ba. Lúc này, lão giả áo bào xa hoa đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Dương công tử, nơi đây là cấm địa của bí tông ta, cũng là nơi tổ tiên bí tông ta yên giấc, cho nên, vẫn mong Dương công tử đừng làm loạn. Hắn cũng không quên chuyện trước đó Dương Diệp đã cầm kiếm chỉ vào Linh Tú. Dương Diệp cười gượng. Sẽ không làm loạn. Lão giả áo bào xa hoa liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Mời vào. Ngươi không đi cùng sao? Dương Diệp nói. Lão giả áo bào xa hoa lắc đầu. Không thể đi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Lão giả áo bào xa hoa nhìn về cánh cửa phía xa kia. Bởi vì vị bên trong kia đã từng nói không nên quấy rầy hắn. Vậy vì sao ta có thể đi? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả áo bào xa hoa cay đắng cười. Bởi vì Linh Tú tông chủ bảo ngươi đi, ta cũng không dám trái lại mệnh lệnh của nàng. Dương Diệp. Chấm. Xin mời. Lão giả áo bào xa hoa nói. Dương Diệp liếc nhìn lão giả áo bào xa hoa này, sau đó nói. Ta đi, có thể gặp chuyện không may không? Lão giả áo bào xa hoa do dự một lúc, sau đó nói. Chắc là không. Ngươi có thể xác định sao? Dương Diệp nói. Lão giả áo bào xa hoa lắc đầu. Tính tình của vị bên trong kia có hơi lạ. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, hắn không nói nhảm, cơ thể thoáng động và bước vào trong cánh cửa kia. Nhìn thấy Dương Diệp tiến vào trong,
lão giả áo bào xa hoa hít sâu một hơi. Mặc niệm cho ngươi. Chấm. Khi bước vào trong cánh cửa kia, Dương Diệp phát hiện bên trong chỉ có một cột ánh sáng. Cột ánh sáng này lớn hơn gấp đôi so với cột ánh sáng của Linh Tú trước đó. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên cột ánh sáng này, sau đó khẽ nói. Này, có ai không? Không có phản ứng. Dương Diệp đi tới trước cột ánh sáng này, sau đó nhìn về phía dưới cột ánh sáng này, nơi đó có ba chữ, Lâm Vị Ương. Lâm Vị Ương. Dương Diệp liếc mắt nhìn cột ánh sáng, đúng lúc này một tay đột nhiên nắm cổ họng của hắn. Một cảm giác không thở nổi lập tức bao phủ toàn thân Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp trực tiếp bị bàn tay kia nhấc lên, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở trong không trung. Ai cho ngươi tiến vào? Dương Diệp đang muốn nói. Rắc rắc, một tiếng xương gãy vang lên ở trong không trung. Xương này dĩ nhiên chính là xương của Dương Diệp, tuy nhiên chỉ là nứt ra, còn chưa hoàn toàn gãy hẳn. Trong chớp mắt khi cảm giác xương của mình sắp gãy, sắc mặt Dương Diệp biến hóa kịch liệt, trong phút chốc, hai luồng ý cảnh khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp lập tức cảm giác cổ họng mình được thả lỏng. Kiếm ý minh cảnh, sát ý minh cảnh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Dương Diệp. Có chút ý tứ. Dương Diệp xoay người nhìn lại, ở chỗ cách hắn không xa có một nữ tử mặc áo gai đang lơ lửng giữa không trung. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, tóc cũng không mấy giống với các nữ tử khác, bởi vì tóc của nàng bị buộc thành từng bím tóc rất nhỏ. Nữ tử này có gương mặt cực đẹp, nhưng mang theo đường cong khó nhận ra, điều này làm cho nữ tử thoạt nhìn có thêm vài phần giã tính. Lại là nữ nhân. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, sao tông chủ bí tông này nhiều nữ như vậy? Dương Diệp liếc mắt nhìn nữ tử, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt nữ tử, ngay sau đó, một thanh kiếm đâm thẳng giữa chân mày của nữ tử. Nhanh! Nhanh đến mức tận cùng! Có thể nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là cường giả chân cảnh ngũ đoạn cũng khó có thể đỡ được một kiếm này của hắn, nếu như hắn gia tăng hai loại ý cảnh. Cho dù cường giả chân cảnh lục đoạn cũng không thể tùy ý đỡ được một kiếm này của hắn. Nhưng khi thanh kiếm này cách giữa chân mày của nữ tử có nửa tấc, kiếm không có cách nào tiến thêm được nữa. Bởi vì kiếm của hắn bị hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy. Nhìn thấy kiếm của mình bị kẹp lấy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Lúc này, khóe miệng nữ tử kia cong lên tươi cười động lòng người. Không tệ lắm, tới đây, tiếp tục vui đùa một chút. Dứt lời. Hai ngón tay nàng đột nhiên rung lên. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy đến cách đó 10 trượng. Khi Dương Diệp dừng lại, kiếm trong tay hắn đang rung, không chỉ kiếm, tay hắn cũng đang run rẩy. Lúc này, nữ tử tên gọi Lâm Vị Ương kia đột nhiên nhìn Dương Diệp ngoắc ngón tay. Tiếp tục. Dương Diệp hơi cúi đầu, im lặng trong chớp mắt, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Lâm Vị Ương. Thoáng cái, kiếm tới gáy Lâm Vị Ương. Lâm Vị Ương không hề động, vẫn đứng như vậy, cứ như vậy, kiếm trực tiếp xuyên qua gáy của Lâm Vị Ương. Nhưng chỉ là tàn ảnh. Cùng lúc đó, một tay đột nhiên đặt lên trên vai của Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp cứng đờ, mà lúc này, Lâm Vị Ương xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Vị Ương vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Không tệ, đáng tiếc, tốc độ còn quá chậm, xem ta đây. Dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng. Trong phút chốc, nàng xuất hiện ở cách Dương Diệp 10 trượng. Lâm Vị Ương nhìn Dương Diệp, cười nói. Nhìn này. Dứt lời. Kiếm nháy mắt đã tới giữa chân mày của Dương Diệp. Nhanh. Nhanh đến mức Dương Diệp còn không kịp phản ứng. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Lâm Vị Ương chớp chớp mắt. Quá nhanh, không thấy rõ à, vậy ta chậm lại một chút. Dứt lời, nàng đã ở ngoài 10 trượng, sau đó lại nói. Nào, nhìn cho rõ ràng. Vừa dứt lời, Lâm Vị Ương trực tiếp biến mất. Mà trong chớp mắt khi nàng biến mất, hai luồng ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, nhưng thanh kiếm trong tay Lâm Vị Ương vẫn để ở giữa chân mày của hắn. Lâm Vị Ương chớp chớp mắt. Nhanh à. Dương Diệp khẽ gật đầu. Quá nhanh. Là thật sự nhanh, đối phương có tốc độ làm cho hắn cũng tuyệt vọng. Ban đầu. Hắn vốn cho rằng tốc độ của bản thân mình đã rất nhanh. Nhưng tốc độ của hắn so với nữ nhân này, quả thực chính là trò trẻ con.
Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Lâm Vị Ương nhếch miệng cười. Ngươi biết không, chiêu này là do ta tự mình nghĩ ra, tên là Đại Na Di Thuật. Na Di, Na Di không gian mà không phải xuyên qua, mà là Na Di, tiến hành Na Di không gian của mình cùng địa phương ngươi muốn đi tới, lợi hại không? Na Di không gian. Dương Diệp liếc nhìn Lâm Vị Ương, sau đó khẽ gật đầu. Rất lợi hại. Lâm Vị Ương đưa kiếm tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Đáng tiếc là vẫn chưa hoàn thiện, nếu không, một Na Di có thể vượt qua mười mấy thế giới. Dương Diệp. Chấm. Phải làm thế nào mới có khả năng cải thiện vấn đề này? Lâm Vị Ương vươn một ngón tay đặt ở trên trán mình, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này, Dương Diệp nói. Hiện tại thế nào, bây giờ có thể Na Di được bao xa? Lâm Vị Ương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là ai? Dương Diệp. Chấm. Vẻ mặt Lâm Vị Ương băng lạnh. Ta không phải đã nói không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến tới quấy rầy ta rồi mà. Nói xong, vẻ mặt nàng tự nhiên có chút dữ tợn. Cổ họng Dương Diệp lăn lộn, nữ nhân này không bình thường. Thấy vẻ mặt Lâm Vị Ương càng lúc càng lạnh, trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, sau đó vội vàng nói. Là Linh Tú tiền bối bảo ta tới, đúng, là nàng. Linh Tú. Lâm Vị Ương nhíu mày, suy nghĩ rất lâu, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Linh Tú là ai? Dương Diệp. Đúng lúc này, Lâm Vị Ương đột nhiên nói. Linh Tú, Linh Tú, a, ta nhớ ra rồi. Nàng là đồ đệ của ta. Đồ đệ, Dương Diệp trợn tròn mắt, không ngờ Linh Tú kia là đồ đệ của người trước mắt này. Đùa kiểu gì vậy? Linh Tú là cường giả chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, ý cảnh của đối phương còn đạt tới trên chân cảnh lục đoạn. Mà đối phương không ngờ là đồ đệ của người này. Người này là ai? Lúc này, Lâm Vị Ương nhìn về phía Dương Diệp. Nàng bảo ngươi tới làm cái gì? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Trước đó khi ta nhìn thấy nàng lúc, ta cảm thấy tốc độ của ta rất nhanh, sau đó nàng nói có người nhanh hơn ta rất nhiều lần. Ta không tin, sau đó nàng lại bảo ta tới. Ta vừa thấy được tốc độ của ngươi, sau đó. Nghe vậy, này Lâm Vị Ương ánh mắt lập tức sáng lên. Sau đó như thế nào? Dương Diệp liếc mắt nhìn Lâm Vị Ương, sau đó hắn đột nhiên thi lễ với Lâm Vị Ương một cái. Sau khi nhìn thấy tốc độ của tiền bối, ta mới phát hiện tốc độ của ta là cặn bã tới mức nào, tốc độ của ta so sánh với tốc độ tiền bối quả thực chính là con đom đóm cùng trăng sáng, căn bản không có cách nào so sánh được. Tiền bối, ta nguyện bái tiền bối làm thầy, học tập đại na di thuật của tiền bối. Nụ cười trên mặt Lâm Vị Ương càng thêm sáng lạng, nàng vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Tiểu tử, thật ra tốc độ của ngươi vẫn tạm được. Đặc biệt ngươi có thể đạt được tốc độ như vậy ở tuổi này đã rất hiếm thấy. Nhưng ta không thể dạy ngươi đại na di thuật này. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Vì sao, tiền bối, ta thật lòng muốn học tập đại na di thuật này của tiền bối. Nếu như đại na di thuật ở trong tay ta, ta nhất định không để nó bị mai một. Lâm Vị Ương lắc đầu. Ngươi vẫn không thể học được. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lâm Vị Ương nói. Đại na di thuật là na di không gian, không chỉ cần có thành tựu cao đối với không gian, còn cần cơ thể cũng đủ mạnh mẽ, bởi vì trong chớp mắt khi na di, tốc độ nhanh đến cực hạn sẽ xé rách cơ thể, nếu như cơ thể không đủ mạnh, một chớp mắt này sẽ trực tiếp xé rách ngươi thành mảnh nhỏ. Nghe vậy, Dương Diệp cười. Ngươi cười cái gì? Lâm Vị Ương nói. Trong mắt Lâm Vị Ương lóe sáng. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lâm Vị Ương, sau đó nói. Phù hợp tiêu chuẩn chứ? Lâm Vị Ương đưa tay sờ vai của Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Cơ thể cũng còn tạm được. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Ngươi thật sự muốn học? Dương Diệp khẽ gật đầu. Muốn học? Lâm Vị Ương suy nghĩ một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Được, ta dạy cho ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp vui mừng, hắn vội vàng thi lễ với Lâm Vị Ương. Cảm ơn. Lâm Vị Ương không nói gì, nàng chỉ điểm một cái ở giữa chân mày của Dương Diệp, rất nhanh, trong đầu Dương Diệp có thêm rất nhiều tin tức. Đại Na Di thuật. Đây là một môn thần thông thuật có thể trong nháy mắt tiến hành Na Di không gian, làm cho mình lập tức đến được nơi mình muốn đi. Cái này tổng cộng phân ra 3 tầng, nếu như luyện đến tầng thứ 3, có thể trực tiếp vượt qua tinh vực, tiến hành Na Di giữa các vì sao.
Cái này rất khó. Đặc biệt khó khăn, ít nhất bây giờ hắn tuyệt đối làm không được. Tu luyện. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện Đại Na Di Thuật. Nếu như tu luyện Đại Na Di Thuật thành công, vậy hắn thật sự hoàn toàn không cần sợ hãi cường giả chân cảnh lục đoạn, có thể trực tiếp một đấu một cùng cường giả chân cảnh lục đoạn. Hơn nữa, khi đánh không thắng còn có thể trực tiếp Na Di chạy trốn. Hắn không có khả năng ở Bí Tông cả đời, hắn muốn đi ra ngoài, ở bên ngoài, Doanh gia và các thế gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu như thực lực không đủ, ra ngoài vẫn bị đối phương đuổi giết. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Trong lúc Dương Diệp điên cuồng tu luyện, trong một gian mật thất. Trong gian mật thất này chỉ có ba người này theo thứ tự là Linh Tú, Tô Mạc và Lâm Vị Ương. Lâm Vị Ương đứng ở phía trước, Tô Mạc cùng Linh Tú đứng ở sau lưng Lâm Vị Ương. Tô Mạc đột nhiên nói. Sư phụ, người này có tài năng hơn người, có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không? Lâm Vị Ương hai mắt khép hờ. Xét về tài năng hơn người, cũng không phải là đối thủ của vị kia. Tô Mạc nói. Lời của đối phương có tin được không? Lâm Vị Ương khẽ lắc đầu. Không có lựa chọn, năm đó bỏ lỡ thời cơ cuối cùng giết chết hắn. Bây giờ đã không có cách nào ngăn cản. Nếu như bản thể của ta với Linh Tú ở đây thì có lẽ còn có thể. Nhưng bản thể của chúng ta đều không ở đây. Tô Mạc nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt bọn họ là chỗ phòng tu luyện của Dương Diệp. Nhìn phòng tu luyện này, Tô Mạc khẽ lắc đầu. Người này cho ta cảm giác khác hẳn, luôn cảm thấy hắn là một biến số. Lâm Vị Ương nhìn phòng tu luyện, khẽ nói. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hắn đi ra rồi. Lúc này, Linh Tú đột nhiên nói. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra. Trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở ngoài 3 trượng, sau đó một khắc, hắn lại xuất hiện ở ngoài 5 trượng, nhưng thoáng cái, hắn lại xuất hiện ở cách sau lưng 10 trượng. Cứ như vậy, vị trí của hắn không ngừng biến đổi. Không có tàn ảnh. Trước kia, nếu như tốc độ quá nhanh, sẽ lưu lại tàn ảnh ở trong không gian. Nhưng hắn lần này một điểm tàn ảnh đều không có. Đây là sự khác biệt giữa Đại Na Di thuật cùng tốc độ ban đầu. Na Di. Trực tiếp Na Di không gian của mình, mà không phải lướt qua không gian, cho nên hắn sẽ không lưu lại tàn ảnh ở trong không gian. Tuy nhiên, hắn chỉ luyện tới Đại Na Di thuật tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này chỉ là bước khởi đầu, thật sự lợi hại là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba. Tầng thứ hai. Hắn đã có thể tùy ý tiến hành Na Di ở trong không gian của một thế giới. Về phần tầng thứ ba, giống như Lâm Vị Ương nói, có thể tiến hành Na Di vượt qua tinh. Vực, mà tầng thứ nhất, mặc dù tầng thứ nhất chỉ là khởi đầu, nhưng cũng rất mạnh, ít nhất vượt qua tốc độ ban đầu của hắn. Nhưng khoảng cách Na Di lại không thể quá xa thì huyền khí của hắn sẽ không đủ, không chỉ huyền khí, cơ thể cũng sẽ không chống đỡ nổi. Trong 100 trượng. Trong khoảng cách 100 trượng, hắn có lòng tin giết chết một cường giả chân cảnh ngũ đoạn trong tích tắc. Nhưng khoảng cách ngoài 100 trượng, hắn sẽ không nắm chắc. Hơn nữa ngoài 100 trượng, hắn cũng không dám thi triển Đại Na Di thuật. 100 trượng, khoảng cách này là cực hạn của hắn bây giờ. Nếu như vượt qua, cơ thể cùng huyền khí đều sẽ lập tức cạn kiệt cùng rạn nứt. Đương nhiên, theo thực lực của hắn nâng cao, Đại Na Di thuật này cũng nâng cao. Ngày sau chắc chắn sẽ không bị khoảng cách 100 trượng này hạn chế. Tuy nhiên, điều này cần một quá trình. Lúc này, Lâm Vị Ương xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, khóe miệng khẽ cười. Chúc mừng, thành công. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Vị Ương. Cảm ơn. Lâm Vị Ương khẽ lắc đầu. Cảm ơn thì không cần, theo nhu cầu mà thôi. Theo nhu cầu. Dương Diệp không hiểu. Lâm Vị Ương vẫy vẫy tay. Rời đi, ta muốn yên tĩnh một lát. Dương Diệp liếc nhìn Lâm Vị Ương, sau đó khẽ gật đầu, hắn không dừng lại, xoay người rời khỏi tầng thứ ba lâu các. Bên ngoài lâu các, Tô Mạc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chúc mừng. Tô Mạc cười nói. Dương Diệp mỉm cười. Cảm ơn. Tô Mạc khẽ gật đầu. 3 ngày sau, ta dẫn người đi tới nơi phong ấn cái đầu kia, đi mở mang kiến thức một chút sẽ không thành vấn đề chứ. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được. Nhận được lợi ích của người khác thì tất nhiên phải ra sức. Tuy nhiên, đến lúc đó nếu như thật sự không thể đối phó được với cái đầu kia, hắn cũng sẽ không liều chết. Tô Mạc nói. Người đi nghỉ trước đi.
đến lúc đó tới tìm ta. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Sau khi Tô Mạc rời đi, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Dương công tử mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nhanh đi theo lão già, Dương Diệp đi tới một tòa tiểu viện. Đây là nơi ở của Dương công tử, có bất kỳ yêu cần gì, Dương công tử cứ thông báo một tiếng là được. Sau khi lão già nói xong liền xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tiến vào một gian phòng ở trong, trên giường, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Rất nhanh, tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể, sau đó trở lại tầng thứ nhất. Vừa xuất hiện ở tầng thứ nhất, Cùng Kỳ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, có chút không thích hợp. Là chỗ nào không thích hợp? Dương Diệp nói. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, người đừng giả vờ, người thông minh như vậy, đừng nói với ta ngươi không cảm giác được điểm nào không thích hợp. Dương Diệp im lặng vài hơi thở, sau đó nói. Thật ra, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ đối với ta thế nào, ta sẽ đối với bọn họ như vậy. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Vấn đề là, nếu như bọn họ có ác ý với ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi căn bản không có cách nào đối đầu với bọn họ. Đừng nói bọn họ, hai nữ tử trước đó, bất kỳ một người nào, ngươi cũng không thể đối đầu được. Đặc biệt là nữ tử cầm roi gai kia, ngươi cũng biết đó căn bản không phải là bản thể của nàng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lão huynh, ta còn có một vấn đề, có thể giải đáp cho ta không? Chuyện gì? Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nói. Cho dù địa vị của ngươi ở yêu tộc thấp hơn bất tử hắc phượng một chút, nhưng cũng sẽ không quá thấm chứ. Nhưng Dương Liêm Sương mượn lực lượng của bất tử hắc phượng lại có thể đối đầu với cường giả chân cảnh lục đoạn. Cùng Kỳ lão huynh, bây giờ ngươi có thể một mình đối đầu với một vị cường giả chân cảnh lục đoạn, nhưng ngươi tuyệt đối không thắng nổi một vị cường giả chân cảnh lục đoạn. Đừng nói là chân cảnh lục đoạn, lão huynh bây giờ sợ rằng còn đánh không nổi ta nữa. Cùng Kỳ khẽ nói. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp đi tới trước mặt Cùng Kỳ, sau đó nhìn thẳng Cùng Kỳ. Ta cảm thấy, đây căn bản không phải là bản thể của ngươi. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thật ra, Dương Diệp đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu. Bởi vì Cùng Kỳ là yêu thú thượng giới, hơn nữa chắc chắn còn không phải là yêu thú bình thường. Nhưng một yêu thú thượng giới lại kém như vậy. Điều này rất không bình thường. Dù sao bây giờ hắn nhìn thấy cổ tu giả, bất kể là người hay là yêu thú đều là tồn tại đặc biệt lợi hại. Cùng Kỳ cũng còn tạm được, nhưng không thể nói là lợi hại như vậy. Đây vốn cũng không phải là bản thể của hắn. Đúng lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng Kỳ, một trong bốn đại hung thú thượng cổ trông coi mấy trăm vạn yêu linh yêu giới, bị vị đại năng yêu giới kia phong làm hỗn thế yêu vương. Đường đường là yêu vương của yêu giới, sao có thể kém như vậy được? Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi thật sự chỉ là một phân thân. Đương nhiên là phân thân. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Hắn làm yêu vương của yêu giới, nếu như tự ý rời đi thế giới lớn, nhất định sẽ khiến cho khắp nơi chú ý. Hơn nữa, bản thể hắn cũng không dám xuống. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Thế giới này là do chủ nhân trước đây cùng nhóm tu hành giả sớm nhất kia mở ra, để bảo vệ trung thiên vũ trụ cùng tiểu thiên vũ trụ, chủ nhân bọn họ cho lập kết giới giữa thế giới này cùng tiểu thiên thế giới. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Nếu như người phía trên muốn xuống cũng không phải là không thể được, nhưng thực lực không thể quá mạnh mà xuống sẽ động tới kết giới. Cho nên, cho dù là chủ nhân trước đây cũng sử dụng phân thân, mà không phải bản thể. Không phải bản thể hắn không thể xuống, mà là hắn không muốn phá hủy kết giới này, thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, cười nói. Hỗn thế yêu vương, Cùng Kỳ lão huynh, người ở thế giới lớn lăn lộn thật sự không tệ. Cùng Kỳ liếc nhìn Dương Diệp. Biết vì sao ta xuống đây không? Dương Diệp nói. Bởi vì cái tháp này. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Đây là chí bảo đứng đầu đại thiên vũ trụ. Ở đại thiên vũ trụ, không ai không mong có được nó. Không phải chí bảo đứng đầu. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Nó không phải là chí bảo đứng đầu đại thiên vũ trụ. Dương Diệp cùng Cùng Kỳ nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa,
còn có tồn tại lợi hại hơn Hồng Mông Tháp sao? Bị hai người nhìn chăm chú, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Còn có một vật, vật ấy. Nói đến đây, nó dừng lại một lát mới nói tiếp. Thật ra, vật ấy ở trong Hồng Mông Tháp này. Lại ở trong này. Dương Diệp sửng sốt một chút, sau đó nói. Ở đâu? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tầng thứ 9. Đó là cái gì? Dương Diệp hỏi. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Sau này có cơ hội, người tự nhuyên sẽ biết. Dứt lời, thân hình run lên, lập tức biến mất. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Tiểu tử, cố gắng lên. Thực lực của ngươi bây giờ, ở trung thiên vũ trụ này quả thật tính là không tệ. Nhưng vẫn là câu nói kia, thế ra còn lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, người lợi hại cũng rất nhiều. Nói xong, Cùng Kỳ cũng xoay người tính rời đi, mà lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, ngươi không sợ sau này ta cướp tháp của ngươi à? Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Ngươi có muốn không? Cùng Kỳ nhìn thẳng Dương Diệp. Nếu như ta muốn. Dương Diệp mỉm cười. Vậy cầm đi. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Nói thật, quen biết ngươi lâu như vậy, ta phát hiện ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Không quan tâm sau này ngươi đứng bên nào, ta không muốn đối địch với tiểu tử ngươi, đương nhiên ta cũng không hy vọng chúng ta thành kẻ địch. Dù sao, tiểu tử nhà ngươi bất kể là làm việc hay là làm người đều rất hợp với ta. Dứt lời, hắn xoay người thân hình run lên, lập tức biến mất. Dương Diệp mỉm cười, sau đó cũng lập tức biến mất. Dương Diệp vừa trở lại hiện thực, một tràng tiếng gõ cửa lại vang lên. Dương Diệp liếc nhìn cửa lớn, sau đó nói. Vào đi. Két. Cánh cửa từ từ mở ra, một nữ tử váy trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Nữ tử váy trắng này chính là Vân Thiển. Không thể không nói, Vân Thiển vẫn vô cùng xinh đẹp, đặc biệt khí chất trên thân giống đóa hoa sen tuyết thuần khiết nhất trên đỉnh băng tuyết, không dính một hạt bụi nhỏ. Dương Diệp liếc nhìn Vân Thiển, sau đó nói. Vân cô nương có việc gì sao? Vân Thiển mỉm cười. Dương huynh, thế hệ trẻ của Bí Tông ta đang tổ chức đại hội luận võ, đúng rồi, nói chính xác là đại hội giao lưu, Dương huynh có hứng thú tham gia hay không? Đại hội giao lưu. Dương Diệp lắc đầu. Không có hứng thú gì. Thế hệ trẻ ở trong lòng hắn, đều là mấy tiểu hài tử xấu xa. Vân Thiển nói. Ta biết Dương huynh có thực lực cường đại, nhưng có lẽ đại hội giao lưu này sẽ có lợi cho Dương huynh. Sao lại nói vậy? Dương Diệp hỏi. Vân Thiển nói. Dương huynh nên biết, trước kia Bí Tông ta từng ra bên ngoài tuyển chọn những thiên tài yêu nghiệt, có thể nói. Rất nhiều thiên tài chân chính bên ngoài đều ở trong Bí Tông ta, ví dụ như người đứng đầu ngân hà bảng gì đó của các ngươi, lúc này, hắn đã ở Bí Tông ta. Ngoại trừ hắn ra, còn có rất nhiều thiên tài siêu cấp trước đây không biết tên. Chẳng lẽ Dương huynh không muốn gặp một lần sao? Đứng đầu ngân hà bảng, im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp khẽ gật đầu, được, đi gặp một chút. Dù sao đợi ở gian phòng cũng buồn chán, nghe vậy, khóe miệng Vân Thiền lập tức cong lên. Có chút động lòng người, nụ cười này có chút kỳ lạ. Dương Diệp đi theo Vân Thiển tới một chỗ sân luận võ. Ở ngay chính giữa sân luận võ có một đài luận võ rất lớn, đài luận võ cực lớn này dài rộng khoảng chừng 1000 trượng. Lúc này có rất nhiều người thanh niên đang trao đổi trên đài luận võ. Khi nhìn thấy Vân Thiển cùng Dương Diệp, ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua. Nói chính xác là ánh mắt mọi người tập trung ở trên thân Vân Thiển. Dương Diệp phát hiện trong những người này, có rất nhiều người hoàn toàn không che giấu vẻ yêu mến. Dương Diệp liếc nhìn Vân Thiển, không thể không nói, nữ nhân này quả thật rất đẹp, hơn nữa dáng vẻ nàng cao ngạo lạnh lùng sẽ làm cho rất nhiều nam nhân muốn chinh phục. Đúng lúc này, Vân Thiển đột nhiên giơ tay kéo cánh tay của hắn lại. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của Dương Diệp nhìn về phía Vân Thiển mỉm cười. Giúp một chuyện nhé. Bia đỡ đạn. Lúc này, Dương Diệp làm sao còn không biết nữ nhân này bảo hắn tới đây, nhưng thật ra là để hắn làm bia đỡ đạn. Trong lòng Dương Diệp vẫn không thích điều này lắm, bởi vì hắn không thích phiền phức. Nếu như là nữ nhân của mình thì dĩ nhiên sẽ không thấy phiền phức, nhưng vấn đề là Vân Thiển không phải nữ nhân của hắn. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này có một bóng người đột nhiên từ phía xa vọt lên, trong phút chốc,
bóng người kia trực tiếp mang theo một lực lượng cường đại đi tới trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, một nắm đấm cực lớn trực tiếp lao về phía đầu của Dương Diệp. Lực lượng của hắn rất mạnh mẽ, trực tiếp đánh vỡ không gian xung quanh Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong phút chốc, hắn cũng đánh ra một quyền. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người kia trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau đủ 10 trượng. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, ở phía trước cách hắn không xa là một nam tử mặc trường bào màu đen. Nam tử khoảng 25, 26 tuổi, trên thân tản ra một khí tức cuồng bạo. Lúc này, mọi người xung quanh đều vây lại, ánh mắt rất nhiều người rơi vào trên người của Dương Diệp, trong mắt kèm theo một chút kinh ngạc. Người này là ai? Sao có thể sử dụng lực lượng thân thể đẩy lùi Man Ngọc? Không biết, tuy nhiên hình như hắn cùng Vân Thiền sư tỷ có quan hệ không tệ. Dương Diệp liếc nhìn nam tử, sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Thiền, cuối cùng, hắn muốn giải thích một chút. Cho dù hắn không khiếp sợ nam tử này nhưng thật sự không cần thiết cuốn vào trong chuyện lộn xộn này. Nhưng hắn vừa muốn nói, nam tử tên gọi Man Ngọc kia đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Vân Thiền, tuy nhiên ta không xứng với nàng, nhưng hắn càng không xứng với nàng. Dương Diệp. Chấm. Vân Thiền khẽ lắc đầu. Man Ngọc, đây là chuyện của ta. Man Ngọc không để ý tới Vân Thiền, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng rời khỏi nàng, nếu không, có lẽ một ngày kia ngươi sẽ không thấy được ánh sáng mặt trời. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hắn không nói nhảm, mà thuận lợi ôm lấy thắt lưng của Vân Thiền, tiếp theo, hắn nhìn thẳng vào Man Ngọc. Cắn ta à? Xôn xao. Mọi người ở đó đều xôn xao, nhìn về phía Dương Diệp. Vân Thiền cũng nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, nàng nhớ tới cảnh tượng ban đầu gặp Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành. Trước đây, Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành đã giết mấy vạn người. Đối diện Dương Diệp, Man Ngọc nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì vẻ mặt lập tức dữ tợn lên. Vậy bây giờ ta lại làm cho ngươi không thấy được ánh trăng tối nay. Dứt lời, cổ tay hắn thoáng động, lập tức có một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, chân phải của hắn dẫm mạnh xuống mặt đất một cái, sau đó cả người hóa thành một đường đao quang bổ về phía Dương Diệp. Mà khi thanh đao này cách đầu Dương Diệp còn 10 cm, thanh đao này đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hai ngón tay đã kẹp lấy thanh đao này. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó thay đổi. Vào giờ phút này vẻ mặt Man Ngọc cũng thay đổi. Dương Diệp nhìn thẳng vào Man Ngọc. Làm cho ta không nhìn thấy được ánh trăng tối nay. Dứt lời, tay hắn đột nhiên buông lỏng, trong phút chốc, khi Man Ngọc còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp nắm lấy cổ họng của Man Ngọc. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp đột nhiên khống chế cổ họng của Man Ngọc và đập một cái xuống đất. Ầm! Mặt đất rạn nứt ra, đầu của Man Ngọc trực tiếp lún vào trong mặt đất, máu tươi văng ra khắp nơi. Dương Diệp nhìn xuống Man Ngọc trước mặt mình và không nói gì, chân phải của hắn đột nhiên đá vào bụng Man Ngọc. Ầm! Người sau bị hắn đá một cái, trực tiếp bay đến ngoài nghìn trượng. Đúng lúc này, một nam tử áo bào gấm đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nam tử áo bào gấm liếc nhìn Dương Diệp. Bỏ qua được chứ? Bỏ qua à? Dương Diệp thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. Hắn vừa rồi mới ra tay, hoàn toàn không nương tay. Hắn thật sự muốn giết ta. Nói thật, không giết hắn, ta đã rất nhân từ rồi. Nam tử áo bào gấm nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ta nhìn ngươi rất không thoải mái. Dương Diệp nhìn thẳng vào nam tử áo bào gấm. Người nhìn ta khó chịu nhiều đi, người tính là thứ gì? Nam tử áo bào gấm khẽ gật đầu, trong phút chốc, tay phải hắn thoáng động, một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Khi nắm được thương, trong giây phút đó, khí chất của hắn lập tức trở nên sắc bén, dường như muốn đâm thủng trời đất này. Nam tử áo bào gấm không hề động thủ, mà nhìn về phía Vân Thiền bên cạnh Dương Diệp. Ta giết chết hắn, nàng sẽ không tức giận chứ? Vân Thiền liếc nhìn nam tử áo bào gấm, sau đó khẽ nói. Tô Ngọc, người tốt nhất đừng động thủ. Nam tử tên là Tô Ngọc khẽ cười. Thế nào, cảm thấy ta không giết được hắn? Vân Thiền khẽ gật đầu. Ta giết cho ngươi xem. Tô Ngọc vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, trường thương trong tay hắn trực tiếp đâm về phía Dương Diệp, trường thương qua nơi nào, không gian rạn nứt vô cùng kinh người.
Ánh mắt Dương Diệp lạnh xuống, cho dù hắn máu lạnh, nhưng hắn sẽ không tùy tiện giết người, ít nhất, người không chọc hắn, hắn sẽ không đi gây phiền phức cho đối phương. Nhưng bây giờ, hai người trước mắt này chỉ bởi vì hắn đi cùng với Vân Thiển, đối phương lại muốn giết hắn. Cường giả tùy hứng, người yếu chấp nhận số mệnh. Thu hồi mạch suy nghĩ, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc dừng lại ở đó. Thương của Tô Ngọc dừng ở cách giữa chân mày Dương Diệp mấy tấc, mũi thương chỉ cần tiến thêm một chút là có thể xuyên thủng đầu của Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.